Y đạo quan đồ, chương nhất châm. Chương 2216, sâu xa khó hiểu 2. La Tuệ Ninh nói, chuyện của hội từ thiện em không muốn để Diêu Hồng Hy đứng ra gánh vác, quốc quyền, em nghĩ tới nghĩ lui rồi, mình cũng nên đứng ra nói với công chúng. Văn Quốc Quyền nói, Diêu Hồng Hy phải gánh vác vấn đề lần này. La Tuệ Ninh có chút kinh ngạc nhìn Văn Quốc Quyền, không rõ y vì sao lại nói như vậy. Văn Quốc Quyền nói, rất nhiều vấn đề khách quan tồn tại khách quan, Diêu Hồng Hy sẽ không vô duyên vô cớ để cử Lý Khải Phàm tiến vào hội từ thiện, Diêu Hồng Hy không phải kẻ ngốc, cô ta đương nhiên minh bạch hậu quả có thể mang đến do tham ô tiền quyên góp của hội từ thiện, có thể sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của Trần Toàn, nhưng cô ta vẫn làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Văn Quốc Quyền tạm dừng một chút. La Tuệ Ninh nói khẽ, chẳng lẽ những lời đồn bên ngoài đều là thật. Bà ta là đang nói chuyện Diêu Hồng Hy và Lý Khải Phàm đi lại thân mật, về quan hệ giữa hai người, bên ngoài sớm đã đồn thổi, chỉ có điều bản thân La Tuệ Ninh đối với tin đồn như vậy trước giờ đều cười trừ, nhưng từ trong những lời này của chồng, bà ta đã lĩnh ngộ được hàm nghĩa ở bên trong. Văn Quốc Quyền cười cười từ chối cho ý kiến, Diêu Hồng Hy là nữ nhân không an phận. Y không hề tiếp tục đề tài này, bởi vì y cảm thấy thân phận của mình không thích hợp để bình phẩm từ đầu đến chân về sinh hoạt cá nhân của người ta. Tuy rằng y đã nắm giữ được chứng cớ vô cùng xác thực. La Tuệ Ninh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của chồng, đột nhiên minh bạch y vì sao dưới tình trạng này vẫn có thể bảo trì được tâm thái không dao động, thì ra y đã sớm bày mưu nghĩ kế, chuyện của hội từ thiện y không hề để vào mắt, bởi vì y nắm chắc có thể bắt Diêu Hồng Hy đứng ra gánh vác trách nhiệm. Nếu đơn thuần xuất phát từ tình cảm thì La Tuệ Ninh thà để mình gánh vác hết tất cả trách nhiệm, nhưng bà ta phải bận tâm tới ảnh hưởng chính trị mà chuyện này có thể mang đến, nhân tố bất lợi có thể sinh ra. Đi theo bên cạnh chồng nhiều năm, La Tuệ Ninh đã quen thuộc với chính trị hơn xa người bình thường, bà ta biết chính trị không thể giảng tình cảm, nhưng con người là động vật có tình cảm, rất nhiều lúc sẽ không tự chủ được mà bị tình cảm khốn nhiễu, nghĩ đến tình nghĩa thâm hậu nhiều năm như vậy của hai nhà văn Trần, cuối cùng vẫn không qua được khảo nghiệm của một hồi mưa gió chính trị, La Tuệ Ninh không khỏi chán nản. Văn Quốc Quyền nói khẽ, Tuệ Ninh, giúp tôi anh hẹn gặp mặt Trương Dương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trương Đại Quan Nhân nhận được điện thoại của La Tuệ Ninh thì ít nhiều có chút bất ngờ, hắn còn tưởng rằng La Tuệ Ninh những ngày nay vẫn luôn cố ý bảo trì trầm mặc, cắt đứt liên lạc với ngoại giới. La Tuệ Ninh nói, không phải mẹ tìm con, là cha nuôi con muốn gặp con. Trương Đại Quan Nhân nói, mẹ nuôi, con rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? La Tuệ Ninh nói, mẹ cũng không biết ông ấy tìm con làm gì, tóm lại là con cứ tới rồi sẽ biết. Trương Dương nói, Hạo Nam có nhà không? Hắn cũng không muốn cùng gặp mặt Văn Hạo Nam, tuyệt đối không phải là bởi vì hắn sợ Văn Hạo Nam, mà là không muốn xung đột với hắn. La Tuệ Ninh nói, hắn và Sophia tới Hoàn Loan nghỉ phép rồi, ngày kia mới về. Bà ta đương nhiên minh bạch con trai nuôi đang nghĩ gì. Trương Đại Quan Nhân cười nói, song túc song tê. Xem ra cách ngày bọn họ kết hôn chắc không còn xa nữa. La Tuệ Ninh thở dài, không nói gì, nhưng đã biểu lộ vô cùng nhuần nhuyễn sự không xem trọng của bà ta đối với cuộc hôn nhân này. Trương Dương nói, mẹ nuôi, con buổi tối sẽ tới ăn cơm. La Tuệ Ninh nói, đúng rồi, Tiểu Linh ở nhà, nó bảo con mời Trần Tuyết cùng tới. Trương Đại Quan Nhân hơi ngẩn ra, Văn Linh không ngờ chủ động mời Trần Tuyết, cô ta gần đây giống như thay đổi thành một người khác vậy. Không biết cô ta muốn gặp Trần Tuyết là có mục đích gì. Trương Dương vốn cho rằng Trần Tuyết sẽ không có hứng thú với lời mời này, nhưng không ngờ cô ta vui vẻ tiếp nhận. Lý Vĩ lái xe tới Hương Sơn biệt viện trước 1 giờ, đón Trương Dương và Trần Tuyết. Khi tới Văn gia, Văn Quốc Quyền đã ở nhà chờ, nghe nói khác tới, Văn Quốc Quyền mỉm cười đứng dậy. La Tuệ Ninh dẫn Trương Dương và Trần Tuyết đi vào phòng khách, bà ta cường điệu giới thiệu với Văn Quốc Quyền, đây là Trần Tuyết mà em đã nói với anh. Thiên Chỉ tiên sinh đặc biệt rất thích cô ta, đã tặng tất cả tàng thư cho cô ta. Văn Quốc Quyền mỉm cười nói, tôi đã sớm nghe nói tới tên của cô rồi, nghe nói cô ở Thanh Hoa Viên theo Phùng Hoa Trương tiên sinh, Phùng tiên sinh quốc học thâm hậu, là nhân tài kiệt xuất trong nước đối với nghiên cứu lịch sử tùy đường của Trung Quốc, khi vào về giúp tôi gửi lời vấn an tới tiên sinh nhé. Trần Tuyết cười khẽ, chào Phó Thủ tướng Văn, tôi sẽ chuyển lời của ngài tới tiên sinh. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Văn Quốc Quyền cũng cảm thấy rõ ràng cô gái này không giống người thường, trên người cô ta không hề có sự e lệ và sợ hãi trên người của những cô gái tầm thường. Cho dù là đối mặt với mình, cô gái này vẫn biểu hiện bình tĩnh tự nhiên,
phần tâm thái này chỉ sợ trong thiên hạ có mấy nữ hài tử có thể làm được. Trương đại quan nhân đi vào, gọi một tiếng cha nuôi. Văn Quốc Quyền quay sang nhìn Trương Dương, y bật cười, không phải là vì Trương Dương gọi rất ngọt, mà là nhìn thấy bộ dạng của thằng ôn này nào có nửa phần khí chất của quan viên. Văn Quốc Quyền nói, gần đây trong nhà có nhiều chuyện như vậy mà không thấy cậu về nhà hỏi thăm một tiếng. Tuy rằng là trách cứ, nhưng những lời này lại khiến Trương đại quan nhân cảm thấy trong lòng ấm áp, những lời này rõ ràng là không coi mình là người ngoài, chỉ có người một nhà mới có thể nói như vậy. Trương Dương cười nói, con không phải là về rồi ư, cha nuôi, cha sẽ không giận con chứ. Văn Quốc Quyền nói với La Tuệ Ninh, cơm chiều chuẩn bị xong chưa? La Tuệ Ninh nói, nửa tiếng nữa thì ăn. Văn Quốc Quyền nói về Trương Dương, gần đây tôi mới vẽ một bức thư pháp, cậu giúp tôi thưởng một chút. Trương đại quan nhân đương nhiên minh bạch đây chỉ là một cái cớ, xem ra cha nuôi lần này tìm mình thực sự có việc cần bàn, Trương đại quan nhân trong lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ, chuyện y muốn nói chắc không phải có liên quan tới Trần An Bang chứ. Trước mắt Trần An Bang bị hắn khống chế, Trần gia đến bây giờ vẫn chưa báo án, Diêu Hồng Hy cũng không ra mặt, bọn họ chắc hẳn đang cân nhắc đối sách. Trương đại quan nhân rất kiên nhẫn, có Trần An Bang trong tay, căn bản không cần lo phía Trần gia sẽ giở trò gì. Trương Dương đi theo Văn Quốc Quyền tới thư phòng, Văn Quốc Quyền đưa cho hắn một bức tranh chữ. Trương đại quan nhân mở ra xem, bên trên viết một hàng chữ, hội đương lăng tuyệt đính. Bức tranh chữ này không hề có lạc khoản, nhưng Trương đại quan nhân vẫn liếc một cái là nhìn ra, bức tranh chữ này là bút tích của Kiều Trấn Lương, Trương đại quan nhân trên thư pháp có tạo nghệ rất sâu. Trên cơ bản tác phẩm mà hắn đã xem qua thì không bao giờ quên, Kiều Trấn Lương làm quan tuy rằng không thấp, nhưng trình độ thư pháp vẫn chỉ ở giai đoạn sơ cấp, bức tranh chữ này của y trong mắt người bình thường thì không tồi, nhưng ở trong mắt Trương đại quan nhân thì bức tranh chữ này có rất nhiều lỗi. Chương 2217, sâu xa khó hiểu 3. Trương đại quan nhân cũng không nóng lòng bình phẩm về bức tranh chữ này, bởi vì hắn biết Văn Quốc Quyền đặc biệt gọi mình vào tuyệt đối không phải là để xem bức tranh chữ này cho y. Trương Dương cũng có nghe nói về quan hệ của Văn Quốc Quyền với Kiều gia, biết Kiều lão không thích Văn Quốc Quyền, không phải xuất phát từ ân oán cá nhân, mà là lý niệm chính trị của bọn họ tồn tại khoảng cách không nhỏ. Nhưng Văn Quốc Quyền vào lúc này đem bức tranh chữ này đưa cho mình xem, chắc là có dụng ý của y. Văn Quốc Quyền hiểu rõ tiêu chuẩn thư pháp của Trương Dương, đối với quan hệ giữa hắn và Kiều Trấn Lương cũng hiểu rõ vô cùng, y biết chỉ cần lấy ra bức tranh chữ này là Trương Dương có thể nhận ra là ai viết. Văn Quốc Quyền mỉm cười nói, cậu có thể nhìn ra bức tranh chữ này là ai viết không? Trương Dương gật đầu nói, rất quen. Văn Quốc Quyền nói, hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu, người viết là một loại cảnh giới. Trương Dương mỉm cười nói, thành công trèo lên đỉnh núi chỉ có rất ít người. Văn Quốc Quyền nói, trước khi lên được đỉnh núi thì đã vội vàng muốn đẩy người khác xuống, thậm chí chỉ mong người khác ngã tan xương nát thịt. Nhưng khi hắn thực sự trèo lên được đỉnh núi rồi thì phát hiện đỉnh núi thì ra có thể để cho rất nhiều người đứng cùng, cậu đoán xem họ sẽ có cảm giác như thế nào. Trương Dương nói, cô độc. Văn Quốc Quyền nhìn Trương Dương, có chút thưởng thức gật đầu, cho nên khi người khác tranh đi cướp lại, chúng ta cứ tận lực đừng lựa chọn gia nhập chiến đoàn, có thể lựa chọn chờ đợi, có thể lựa chọn lối đi khác, nói tóm lại chính là đừng muốn gia nhập trận hỗn chiến này, nếu không, cảnh giới của chúng ta có khác gì họ đâu. Trương Dương nói, rất nhiều lúc chờ đợi thì có nghĩa là từ bỏ. Văn Quốc Quyền lắc đầu, tranh đấu tất nhiên sẽ làm hao đi lực lượng bản thân, cho dù cậu đánh bại một đối thủ, lập tức sẽ gặp đối thủ khác, cho nên người có lý trí sẽ không tùy tiện ra tay, chờ đợi cũng không phải là chờ đợi đơn thuần, sẽ trong chờ đợi tìm kiếm cơ hội, trong lúc chờ sẽ tích tụ lực lượng, không động thì thôi, đã động là phải kinh thiên. Ánh mắt của Trương đại quan nhân sáng ngời. Hắn cuối cùng cũng minh bạch nguyên nhân chân chính mà Văn Quốc Quyền cho mình xem bức tranh chữ này, xem ra trong khoảng thời gian này phiền toái của Văn gia nối gót nhau tới. Văn Quốc Quyền đang lặng lẽ phát triển các mặt quan hệ, giữa y và Kiều Trấn Lương chắc là đã đạt thành sự ăn ý nào đó, nếu không Kiều Trấn Lương cũng sẽ không chủ động ra mặt, kháng nghị di rời Hương Sơn biệt viện. Nói như thế, mình tới tìm Kiều lão giúp vẫn sẽ mang tới tác dụng nhất định. Văn Quốc Quyền nói, nhìn người nhìn vật đều phải nhìn thật toàn diện. Không thể bởi vì một chuyện mà phủ định toàn bộ của hắn, cũng không thể bởi vì chuyện hắn đã làm trước đây mà một mặt khẳng định hắn, con người thật ra là động vật phức tạp nhất trên thế giới này. Trương Dương nói, cha nuôi, có câu nói thế này, trong mắt mỗi người thế giới đều không giống nhau, nếu một người dùng ánh mắt phức tạp để nhìn thế giới thì thế giới này sẽ trở nên phức tạp hơn, nếu một người dùng ánh mắt đơn giản để nhìn
như vậy thế giới trong mắt anh sẽ trở nên đơn giản. Văn Quốc Quyền mỉm cười nói, cậu thích thế giới đơn giản hay là thế giới phức tạp? Trương Dương nói, trước đây con từng thích thế giới một chút, nhưng hiện tại càng lúc càng thích thế giới đơn giản hơn, có thể là đầu óc con vốn là vô cùng đơn giản. Văn Quốc Quyền nói, cậu không đơn giản, đại đạo chí giản, đại xảo nhược chuyết. Khoảng cách giữa hai điểm này rất gần, bất kể cậu vẽ ra đường cong phức tạp cỡ nào thì đến cuối cùng vẫn sẽ đi về cùng một điểm cuối, đơn giản chút cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Y vỗ vỗ vai Trương Dương, cậu ở kinh thành cũng không phải là ít, ở đây còn chuyện gì chưa làm xong. Trương đại quan nhân nghĩ nghĩ rồi cuối cùng vẫn trực tiếp nói, Văn gia gặp rất nhiều phiền toái, con không thể đi vào lúc này được. Văn Quốc Quyền nói, tôi biết, cậu vẫn luôn rất trọng tình nghĩa, chuyện xảy ra gần đây tôi thấy hết, trong lòng tôi cũng minh bạch. Trương Dương cười nói, thật ra con cũng không giúp được gì. Văn Quốc Quyền nói, giúp được ít hay nhiều là một chuyện. Tâm ý lại là một chuyện khác, Trương Dương. Cậu khiến tôi cảm thấy vui mừng. Y cất bức tranh đi, tôi vẫn luôn là người rất thực tế, cho tới mấy năm gần đây tôi mới phát hiện, thực tế là một chuyện, trách nhiệm lại là một chuyện khác. Một người thực tế chưa chắc đã có thể làm tốt tất cả mọi chuyện, nhưng một người không có trách nhiệm thì nhất định không làm tốt được bất cứ chuyện gì. Cho nên hiện tại tôi cho rằng, ý thức trách nhiệm so với bất kỳ chuyện gì khác đều quan trọng hơn, cậu tuy rằng là con nuôi của tôi. Nhưng cậu đã coi vinh nhục của Văn gia là chuyện của mình, mấy ngày qua cậu đã làm thì trong lòng tôi hiểu rõ. Trương đại quan nhân lộ ra vẻ có chút ngượng ngùng, cha nuôi chắc là đang khen mình, nhưng câu cuối cùng hình như đang ám chỉ, chẳng lẽ y biết Trần An Bang là bị mình bắt cóc ư? Trương đại quan nhân nói khẽ, cha nuôi, nếu một số hành động nào đó của con mang tới phiền toái cho cha thì xin cha bỏ qua cho. Văn Quốc Quyền mỉm cười nói, tôi thực sự để ý chỉ có một việc. Trương Dương dướn về phía trước, muốn nghe rõ hơn. Văn Quốc Quyền mỉm cười nói, không cần làm gì cả, mưa gió lớn đến mấy thì cũng có lúc rẽ mây nhìn trời. Trương Dương gật đầu, cha nuôi, con hiểu rồi. Văn Quốc Quyền nói, trên đời này rất nhiều chuyện minh bạch cũng không tốt, ít thấy hồ đồ không phải đơn giản cách sống đơn giản, dùng ánh mắt hồ đồ để nhìn thế giới này có lẽ sẽ đơn thuần hơn rất nhiều. Văn Quốc Quyền nhìn đồng hồ bàn trên bàn. Cầm điều khiển rồi mở TV, trên TV đang phát tin tức thời sự, trong tin tức đặc biệt nói chuyện hội từ thiện Thiên Trì tiên sinh, trước mắt người chịu trách nhiệm chủ yếu của sự kiện là Lý Khải Phàm vẫn đang lẩn trốn, cảnh sát đã phát ra lệnh truy nã toàn diện đối với hắn. Một nhân vật mấu chốt khác của sự kiện là Diêu Hồng Hy vào buổi chiều hôm ấy cũng ra mặt, dưới sự đi cùng của chồng là Trần Toàn mở một cuộc họp báo nhỏ. Trên họp báo Diêu Hồng Hy khóc không thành tiếng, thừa nhận là mình phụ trách quản lý sự vụ của hội từ thiện. Mà cô ta dưới tình huống không câu thông với nhân viên quản lý chủ yếu khác của hội từ thiện đã tự tiện đồng ý để Lý Khải Phàm vận dụng tiền quyên góp đi đầu tư, từ đó tạo thành cục diện trước mắt. Siêu Hồng Hy mượn cuộc họp báo để chính trọng xin lỗi các giới xã hội, cũng hứa sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm quản lý. Văn Quốc Quyền nhìn màn hình TV rồi nói khẽ, trách nhiệm, có người dám đứng ra gánh, còn có người là bị ép phải đứng ra gánh, so sánh hai người thì người sau căn bản không thể nói là người có lòng trách nhiệm. Trương đại quan nhân bắt gặp ánh mắt thâm thúy của Văn Quốc Quyền, tim không khỏi đập bịch bịch, những lời này của Văn Quốc Quyền hiển nhiên là hữu cảm mà phát, vị cha nuôi này của mình đúng là sâu xa khó hiểu, với đạo hạnh hiện tại của lấy căn bản không đoán được tâm tư của y, có điều xem ra chính mình cuối cùng vẫn là lo lắng quá độ, cho rằng Văn gia gặp phải nguy cơ trước giờ chưa từng có, nhưng trên thực tế những lời vừa rồi đã tiết lộ y đã biết chuyện của Trần An Bang, chẳng lẽ là Văn Linh đã bán đứng mình. Chương 2218, sâu xa khó hiểu 4. Văn Quốc Quyền nói, lúc chiều Trần Toàn có tới tìm tôi, nói cho tôi biết con trai hắn bị người ta bắt cóc. Trương Dương cười nói, Trần An Bang ư, tiểu tử đó cuồng vọng tự đại, đắc tội với rất nhiều người, gặp phiền toái cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hắn đương nhiên là người hiểu rõ nhất chuyện này, Trần An Bang hiện tại đang ở chính trong tay hắn. Văn Quốc Quyền mỉm cười nói, u ám sợ cái gì? Trương Dương đáp, ánh mặt trời. Văn Quốc Quyền nói, u ám đến mấy cũng không thể che khuất được ánh mặt trời, hai đóa mây đen chạm nhau thì sẽ có sấm chớp, nếu không trên đời này sao lại có câu gặp ánh sáng thì chết. Trương Dương hướng ánh mắt về phía TV, nói như vậy Diêu Hồng Hy xin lỗi trước mặt công chúng thì ra là bị ép. Văn Quốc Quyền nói khẽ, người nào làm mẹ lại chẳng muốn thấy con cái được bình an. Bị ép cũng được, tình nguyện cũng được, chỉ hy vọng con trai chỉ hy vọng không sao là tốt rồi. Văn Quốc Quyền và Trương Dương tiến vào thư phòng không lâu thì Văn Linh từ phòng mình đi ra, cô ta chủ động đề xuất muốn dẫn Trần Tuyết đi thăm nhà.
La Tuệ Ninh rất ít nhìn thấy con gái biểu hiện ra ra sự nhiệt tình như vậy đối với người ngoài, tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Văn Linh dẫn Trần Tuyết đi dạo trong khu nhà, sau đó tới trong hoa viên, Văn Linh nói, cô làm sao mà quen được Trương Dương. Ngữ khí của cô ta trước giờ vẫn lùa un lạnh như băng như vậy, dùng phương thức như vậy để nói chuyện tràn ngập tư vị từ trên cao nhìn xuống. Trần Tuyết lạnh lùng nói, cô rốt cuộc là cảm thấy hứng thú với hắn hay là cảm thấy hứng thú với tôi? Trần Tuyết cho dù là đối mặt với Văn Quốc Quyền cũng không lộ ra nửa phần sợ hãi, mặc cô là vương hấu cũng được, phiến phu cũng được, Trần Tuyết đối đãi với bất kỳ ai cũng luôn duy trì khoảng cách nhất định, khiến cho người ta chỉ có thể đứng xa mà nhìn. Văn Linh nói, sinh tử ấn của cô tu luyện đến trình độ nào rồi? Trần Tuyết nói, một người sống trên đời điều cần phải làm nhất chính là quan tâm tới bản thân, đừng có luôn cảm thấy tò mò với chuyện của người khác, cứ mãi tập trung sự chú ý trên người khác. Cô rốt cuộc là sống vì mình hay là sống vì người khác? Văn Linh bật cười, có lẽ là vì cô ta rất ít bật cười, nụ cười của cô ta lộ ra vẻ cứng ngắc, tiếng cười của cô ta cũng lộ ra vẻ quái dị. Trần Tuyết nói, vì sao không quan tâm tới mình, hiểu mình, sống bình thường? Ánh mắt của Văn Linh đột nhiên nghiêm lại, không cần cô phải giáo huấn tôi. Trần Tuyết nói, tôi không có bất kỳ hứng thú gì với cô, tất nhiên không thể nói tới hai chữ giáo huấn. Văn Linh nói, nếu không hiếu kỳ thì cô vì sao lại tới đây? Cô chỉ là ngoài mặt giả bộ chẳng quan tâm tới thế sự thôi, nhưng trong lòng cô vẫn là một người thế tục, cô không hề siêu phàm thoát tục như vậy, cô cũng không phải là tiên tử không ăn khói lửa nhân gian, cô có tình dục, cô cũng có dã tâm. Trần Tuyết nói, tôi phát hiện cô luôn thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Văn Linh nói, cô nếu không có dã tâm thì vì sao không trả sinh tử ấn lại cho tôi? Cô nếu vô dụ vô cầu đối với tất cả thì vì sao còn tu luyện sinh tử ấn? Giữa cô và Trương Dương có dám nói là không có bất kỳ tình cảm gì không? Trần Tuyết mỉm cười nói, tôi hiện tại mới hiểu Trương Dương vì sao phế bỏ võ công của cô, loại người như cô vốn không nên thuộc thế giới này. Cô ta nói xong thì xoay người đi vào nhà. Văn Linh nhìn bóng dáng của cô ta, trong hai mắt lộ ra vẻ oán độc, cô ta lạnh lùng nói, cô cũng vậy thôi. Trần An Bang thất hồn lạc phách về nhà. Khi hắn nhìn thấy ánh đèn từ trong nhà hắt ra thì trong lòng mới có cảm giác an toàn, không biết vì sao hắn lại rơi nước mắt. Từ xa một thân ảnh màu đen trước cửa, chính là cha hắn Trần Toàn, hai người ở trong bóng đêm nhìn nhau, một lát sau, Trần An Bang sải bước chạy tới ôm chặt lấy cha. Trần Toàn dùng hết lực lượng toàn thân ôm con trai, giọng nói của hắn bởi vì kích động mà run rẩy, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi, hắn nhớ tới gì đó. Nâng mặt con trai lên, có bị thương hay không? Trần An Bang khóc nức nở nói, cha, con không sao, con không sao. Trần Toàn xác định con trai không sao mới ôm vai hắn, dẫn hắn vào trong nhà, đi gặp mẹ con đi, để cô ấy an tâm. Siêu Hồng Hy nhìn thấy con trai bình an trở về, tất nhiên khó tránh khỏi một phen khóc lóc hò hét. Trần Toàn nói, con trai về rồi, đừng có khóc nữa. Siêu Hồng Hy vừa lau nước mắt vừa nói, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Tình tự của Trần An Bang lúc này mới hoàn toàn ổn định, hắn, vốn con còn tưởng rằng lần này chết chắc rồi, không ngờ bọn bắt cóc không ngờ lại thả con. Cha, mẹ, bọn bắt cóc có điều kiện gì hay không? Trần An Bang biết, bọn cướp sở dĩ phóng thích mình khẳng định là điều kiện đã được thỏa mãn. Trần Toàn nói, không có điều kiện gì cả, con là tốt rồi là tốt rồi. Hắn nói xong thì đứng lên lặng lẽ đi vào thư phòng. Trần An Bang nhìn mẹ với vẻ mặt chất vấn, mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Siêu Hồng Hy nói, không có gì, bọn bắt cóc chỉ có một điều kiện, chính là bắt mẹ đứng ra gánh vác toàn bộ trách nhiệm chuyện xảy ra của hội từ thiện. Mẹ đáp ứng ư, Trần An Bang lớn tiếng nói. Siêu Hồng Hy không trả lời trực tiếp, nhưng Trần An Bang đã từ vẻ mặt minh bạch điểm này. Trần An Bang lắc đầu nói, mẹ, mẹ có hiểu hay không? Chuyện này nếu mẹ đứng ra gánh vác trách nhiệm thì người chịu ảnh hưởng không chỉ có mẹ, mẹ còn có thể ảnh hưởng tới tiền đồ của cha nữa. Siêu Hồng Hy dưng, thế mẹ phải làm gì? Ba mẹ chỉ có một đứa con trai là con, không thể để con xảy ra bất trắc gì được. Trần An Bang tức giận nói, có phải Văn gia bức mẹ làm như vậy hay không? Siêu Hồng Hy nói, không biết, mẹ không biết. Con đi hỏi cha, Trần An Bang đứng dậy phóng tới thư phòng. Siêu Hồng Hy không tóm hắn lại được. Run giọng nói, đừng làm phiền cha con. Trần Toàn đứng phía trước cửa sổ thư phòng, lặng lẽ hút thuốc, ánh lửa lập lòe chiếu lên cửa sổ. Sau khi con trai bình an trở về đã mang tới sự ngắn ngủi của hắn, Trần Toàn rất nhanh trở về hiện thực,
buổi họp báo buổi chiều, vợ đã một mình gánh chịu tất cả trách nhiệm về hội từ thiện. Trước đó Trần Toàn cũng từng cân nhắc bảo vợ đứng ra chủ động gánh vác trách nhiệm này, nhưng lại có chút do dự, hắn biết làm như vậy sẽ có kết quả gì, không chỉ vợ sẽ bị truy trách vì chuyện của hội từ thiện. Mình cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng, cho dù Văn Quốc Quyền cảm kích, về sau y liệu có thể tiếp tục phân công cho người từng có vết nhơ như mình hay không, có thể nói tiền đồ của hắn từ nay về sau sẽ khó đi. Trần Toàn do dự chính vì điểm này, hiện tại ngẫm lại, hắn tìm Văn Quốc Quyền để nói những lời đó tựa hồ không cần thiết. Nếu vợ cuối cùng vẫn không thể lựa chọn đứng ra gánh vác trách nhiệm, như vậy mình cần gì phải nhiều lời trước mặt Văn Quốc Quyền. Để Văn Quốc Quyền sinh ra sự cảnh giác đối với mình, vốn có thể khiến hắn nợ mình một cái nhân tình, hiện tại biến thành ra sức mà không được lòng, ngay cả vợ cuối cùng mở họp báo cũng thành bị bức cho bất đắc dĩ. Quan tâm quá tất loạn, con trai bị bắt khiến nội tâm của mình triệt để loạn thành một đống, mất đi sự bình tĩnh ngày xưa. Không biết vì sao Trần Toàn nhớ tới Văn Quốc Quyền. Nhớ tới câu nói cuối cùng của Văn Quốc Quyền, nếu một người rất ích kỷ, như vậy trong mắt hắn tất cả mọi người trên đời này đều ích kỷ, chẳng lẽ mình thực sự đã sai rồi ư? Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Trần An Bang phẫn nộ xuất hiện trong thư phòng của cha. Trần Toàn xoay người lại, tràn ngập trách cứ nói, đã bảo con bao nhiêu lần rồi, trước khi vào phải gõ cửa chứ? Trần An Bang nói, cha, có phải Văn gia hay không? Có phải Văn gia bức mẹ con phải đứng ra gánh vác trách nhiệm hay không? Trần Toàn tức giận nói, con nói bậy bạ gì đó. Trần An Bang nói, cha, con không hiểu, chúng ta nợ Văn gia bọn họ cái gì. Đúng, chức quan của Hà không lớn bằng Văn Quốc Quyền, nhưng Trần gia chúng ta dựa vào gì mà phải gánh vác trách nhiệm cho chuyện của nhà bọn họ. Người khác là nhằm vào bọn họ, muốn điều tra cũng là bọn họ, có liên quan gì tới chúng ta. Vì sao cứ bắt mẹ phải đứng ra gánh trách nhiệm thay? Trần Toàn nói, bậy bạ, gánh trách nhiệm thay cái gì? Bản thân mẹ con tự nhận, chính là vấn đề của cô ta, cha đã sớm nói với cô ta rồi, đừng có chuyện gì cũng dính vào, ở nhà làm nội trợ, an phận thủ thường có phải tốt không, sao cứ phải đi tham gia hoạt động xã hội, hiện tại thì hay rồi, để xảy ra chuyện. Trần An Bang nói, chuyện con bị bắt cóc có phải bọn họ làm hay không? Trần Toàn nói, An Bang, con nói bậy bạ gì đó? Đúng là càng nói càng vớ vẩn. Trần An Bang lắc đầu nói, chuyện không thể khéo như vậy được. Con bị bắt con, mẹ không thể không mở họp báo, mẹ là gánh oan thay cho Văn gia, xong việc rồi thì con được thả, căn bản chính là Văn gia làm ra. Trần Toàn giận dữ hét, câm mồm, giơ lên giơ tay lên tát cho con trai một cái, đánh cho Trần An Bang ngây ra đó, hắn ôm mặt, ủy khuất và phẫn nộ nhìn cha, vì sao vẫn bảo vệ họ. Cha bảo vệ Văn Quốc Quyền như vậy, hắn sẽ cho cha cái gì? Cha sao hồ đồ thế? Trần Toàn lại vung tay lên. Trần An Bang gật đầu, cha sợ Văn gia nhưng con thì không sợ, chuyện hôm nay con không để yên đâu, con nhất định sẽ tra ra kẻ đã bắt cóc con, nếu để con chứng minh được chuyện này là Văn gia làm thì con nhất định sẽ khiến họ trả giá đắt, con thề, con nhất định sẽ làm được. Hắn nói xong câu này thì xoay người đi ra cửa. Trần Toàn con trai bóng dáng của con trai, cả người giống như bị hút hết sức, mềm oặt ngồi xuống ghế. Chương 2219, người đi nhà chống một. Trương Dương không hề để Lý Vĩ Tiễn xa, hắn và Trần Tuyết xuống xe ở quảng trường Thế Kỷ, Trương Dương ở ven đường nhìn xe của Lý Vĩ đi xa rồi mới quay người lại cười cười với Trần Tuyết. Trần Tuyết lại không dùng nụ cười để trả lời hắn, Trương Đại Quan Nhân cũng không cảm thấy xấu hổ, vẫn vẻ mặt vô tâm vô phế cười, tôi phát hiện hai người chúng ta đúng là đã tới mức tâm ý tương thông, không cần phải nói cũng minh bạch tâm tư của nhau. Trần Tuyết thở dài, anh bảo người ta thả chúng ta xuống trước. Mục đích chính là muốn để tôi nghe anh nói mấy câu vô nghĩa này ư. Thái độ của cô ta đối với Trương Dương Thủy Chung là không lạnh không nóng. Trương Đại Quan Nhân nói, đúng là kỳ quái, cô đối với tôi càng lạnh lùng thì trong lòng tôi càng thoải mái, cô nói xem tôi thế này thì gọi là gì. Trần Tuyết nói, là đê tiện, cô ta nói xong câu đó thì khóe môi cũng không nhịn được mà một chút ý cười này ở trong mắt Trương Đại Quan Nhân thì lại là sự cổ vũ rất lớn đối với hắn, tôi quả thực đã từng luyện kiếm. Trong Thê Phong Khổ Vũ kiếm pháp có một thức tên là song kiếm hợp bích, hôm nào hai ta cùng nhau luyện tập một chút, song kiếm hợp bích nói không chừng sẽ là thiên hạ vô địch. Trần Tuyết nói, anh đã coi mình là một người đê tiện thì tôi không có thời gian bồi tiếp đâu. Cô ta đi về phía trước vài bước, Trương Đại Quan Nhân đuổi theo, Trần Tuyết tuy rằng rất xa cách đối với hắn, nhưng lại không thực sự có ý bỏ hắn lại một mình. Trương Đại Quan Nhân không ngờ lại trầm mặc đi bên cạnh Trần Tuyết, điều này khiến cho Trần Tuyết có chút tò mò. Nhìn hắn một cái,
phát hiện thằng cha này không nói gì, chỉ tủm tỉm cười nhìn, dùng từ mặt mày hớn hở để hình dung hắn thì tuyệt đối là không đủ. Trần Tuyết nói, anh hình như đang rất vui. Trương Dương gật đầu, không nói gì. Trần Tuyết nói, vì sao đột nhiên im lặng như vậy? Trương Đại Quan Nhân nói, trong lòng cô có phải nghĩ tôi rất đê tiện không? Trần Tuyết cắn cắn môi, vẻ mặt không nhịn được cười đã lộ ra, Trương Dương nói, tâm ý tương thông mà tôi nói vừa rồi có phải khoa trương quá không? Trần Tuyết nói, anh muốn nghĩ thế nào cũng được, dù sao tôi cũng không biết anh suy nghĩ gì. Trương Dương nói, tối nay tôi mới biết, thì ra mình toàn là giúp vớ giúp vẩn. Trần Tuyết nói, có thể anh đột nhiên phát hiện thì ra Văn gia căn bản không cần anh lo lắng, bất kể anh ra tay hay không thì Văn gia cũng có thể thoải mái vượt qua nguy cơ lần này. Thông minh, quả nhiên là tri kỷ của tôi nghĩ gì cô đều biết cả. Trần Tuyết lắc đầu nói, chẳng may đoán chúng thôi, nhưng không có hứng thú lắm. Trương Dương nói, cô đối với chuyện của tôi thì không có hứng thú, nhưng tôi đối với chuyện của cô thì lại rất có hứng thú, à, tối nay Văn Linh rốt cuộc tìm cô làm gì? Có phải vẫn si tâm vọng tưởng muốn có được công pháp của sinh tử ấn trong tay cô không? Trần Tuyết nói, anh đoán trúng rồi. Trương Dương nói, cho dù đem công pháp cho cô ta thì cũng có tác dụng gì, cô ta hiện tại căn bản không thể tu luyện võ công được u. Trần Tuyết nói, anh nói đã hủy bỏ võ công của cô ta, cho nên tôi đặc biệt lưu ý một chút. Sao? Bộ dạng của cô ta quả thực không giống như có võ công. Trương Dương nói, tôi luôn cảm thấy cô ta hình như đã như biến thành người khác rồi, trước đây cô ta đối đãi với tất cả chung quanh đều rất thờ ơ, nhưng cô ta hiện tại không ngờ biết quan tâm tới người nhà. Trần Tuyết nói, có lẽ là nhờ anh ban cho. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi luôn cảm thấy một người không thể dùng từ tốt hay xấu để phán định. Trần Tuyết nói, hôm nay anh làm sao vậy vậy? Đột nhiên cảm khái à? Trương Dương nói, không có gì, chỉ là bỗng nhiên hiểu được sự phức tạp của nhân tính. Trong mắt cô thì tôi rốt cuộc là người xấu hay là người tốt? Trần Tuyết nói, chưa từng nghĩ tới, anh tốt hay xấu thì có liên quan gì tới tôi à? Trương Đại Quan Nhân bật cười ha ha. Trần Tuyết nói, cười cái gì? Trương Dương nói, người theo đuổi cô nhiều như vậy, vì sao cho tới bây giờ vẫn chưa có bạn trai? Trần Tuyết nói, tôi phát hiện anh càng lúc càng nhàm chán, lằng nhằng, anh không nên làm bí thư thị ủy, nên tới làm các công tác linh tinh như là công đoàn hay là hội phụ nữ. Trương Đại Quan Nhân cười càng vui hơn, sau khi cười xong thì nói một câu, từng đi qua biển thì coi khinh sông, trong lòng nếu đã có ai thì nhìn người trong thế gian đều coi là hạ phẩm. Thằng cha này hiển nhiên đã coi mình là thượng phẩm. Trần Tuyết lườm hắn một cái, dứt khoát không để ý tới hắn nữa, Trương Dương nói, tôi mời cô đi ăn khuya. Trần Tuyết chỉ vào trạm xe bus phía trước, nhân lúc còn có chuyến xe, tôi ngồi xe về trường học. Thôi đừng, tôi tìm cô còn có việc. Trần Tuyết nói, có việc gì thì để mai hẵng nói, tối nay tôi không rảnh. Nhưng ngày mai tôi phải đi rồi. Vẻ mặt Trần Tuyết vẫn không hề dao động, đi đi về về vốn không phải là chuyện rất bình thường ư. Trương Đại Quan Nhân cố nặn ra bộ dạng yêu thương, cô chẳng lẽ không nhìn ra sự thản nhiên bất cần đời của tôi đều là giả vờ ư. Tôi bị người ta hạ tình cổ, còn không biết sống được tới khi nào, trong lòng cô chẳng lẽ không có một chút quan tâm nào ư. Trương Đại Quan Nhân lắc đầu nói, tôi không tin. Trần Tuyết nhìn Trương Dương, thở dài nói, tôi còn tưởng rằng trên thế gian này không có chuyện gì khiến anh sợ cả. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi sợ chết. Trần Tuyết nói, anh sợ lưu lại nhiều quả phụ ư. Trương Đại Quan Nhân bật cười, người hiểu tôi nhất thủy chung vẫn là cô. Những lời này đừng có để bị đám bạn gái của anh nghe thấy, nếu không họ khẳng định sẽ thương tâm lắm. Trương Đại Quan Nhân chỉ vào quán trà Kim Việt phía trước, Trần Tuyết lần này thì có cự tuyệt, cùng hắn đi vào đó. Sau khi hai người ngồi xuống, Trương Dương gọi một đĩa vịt quay, một đĩa thịt xiên, lại gọi thêm 8 món điểm tâm. Trần Tuyết nói, không cần phải phô trương như vậy đâu, vừa mới ăn cơm xong mà. Trương Dương nói, tôi vẫn đói, tối nay không dám ăn nhiều, cứ sợ Văn Linh sẽ nhân cơ hội bỏ độc vào thức ăn. Trần Tuyết không nhịn được liền bật cười, đúng là lòng tiểu nhân. Trương Dương nói, cô ta đâu có phải là quân tử. Hắn gọi một bình nhị hoa đầu. Lại gọi cốc nước chanh cho Trần Tuyết. Sau khi rượu và thức ăn được đưa lên, Trương Đại Quan Nhân rót đầu một cốc thủy tinh rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, chép miệng nói, hôm nay có rượu hôm nay say. Trần Tuyết nói, loại này thái độ sinh hoạt này không tốt, mượn rượu tiêu sầu càng sầu thêm, uống rượu hại người. Trương Đại Quan Nhân cười nói, sau trong lòng mỹ nhân cũng là một loại cảnh giới tối cao, tôi nếu thực sự uống say,
cô có bằng lòng cho tôi mượn đùi gối đầu không? Trương đại quan nhân nói, ánh mắt hướng vào hai chân Trần Tuyết, đáng tiếc bị mặt bàn che mất nên hắn không nhìn thấy gì cả. Mặt Trần Tuyết hơi hơi có chút nóng lên, ngón tay như hoa lan cầm cốc nước chanh lên, nói, tình cổ tuy rằng lợi hại, nhưng không lập tức chí mạng, đại thừa quyết của anh nếu tiến vào hóa cảnh thì hoàn toàn có thể thanh trừ cổ độc trong cơ thể. Trương Dương lắc đầu nói, chỉ sợ tốc độ của tu luyện tôi không thể theo kịp nổi tốc độ phát tác của cổ độc, mỗi khi đến lúc trăng tròn là tôi y rằng chịu khổ, mấy lần phát tác trước tôi may mắn tránh được, tôi tin vận khí sẽ không mãi làm bạn bên cạnh tôi, nếu có một lần phát sinh sơ suất gì, chỉ sợ tính mạng này của tôi cũng toi rồi. Trần Tuyết nói, vậy tìm người hạ cổ đi. Trương Dương lại uống một ngụm rượu rồi nói khẽ, tôi tối nay giữ cô lại, mục đích chính là muốn cô đi với tôi một chuyến. Trần Tuyết nhìn hai mắt Trương Dương rồi nói khẽ, anh đã tìm được người cổ rồi ư. Nếu phán đoán của tôi không lầm thì người đó chính là Liễu Đan Thần. Bên trong mắt đẹp của Trần Tuyết lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trương Dương nói, tôi vốn định đi một mình, nhưng căn cứ vào sự liễu giải của tôi thì trên người tôi bị người ta hạ cổ độc. Như vậy người hạ cổ sẽ có một loại cảm ứng đặc thù đối với tôi. Một khi tôi tới gần hắn thì hắn sẽ kịp thời nhận thấy được, cho nên tôi không dám tùy tiện mạo hiểm. Trần Tuyết nói, với võ công của anh, cho dù hạ cổ đối với anh thì muốn thực sự khống chế anh cũng không đơn giản. Nhất định là anh sắc mê tâm hồn, thả lỏng lòng CN giác cho nên mới chuốc lấy kết cục này. Trương Đại Quan Nhân lại cảm thán nói, cô quả nhiên hiểu tôi. Một rưỡi sáng, Trương Đại Quan Nhân và Trần Tuyết xuất hiện ngoài tường vây của ký túc xá viện kinh kịch. Trương Đại Quan Nhân sớm có chuẩn bị, dùng một cái tất chân che đầu, đưa cái còn lại cho Trần Tuyết thì phát hiện Trần Tuyết dùng khăn lụa che mặt. Trương Đại Quan Nhân vì thế cất tất chân đi. Hai người trao đổi ánh mắt, đồng thời từ dưới mặt đất bay vút lên, cơ hồ đồng thời mũi chân điểm nhẹ lên tường, rồi phi thân vào trong sân. Trương Đại Quan Nhân ghé vào tai Trần Tuyết rồi nói khẽ, cô đi dò xét thử xem, tôi ở chỗ này canh cho cô. Nếu trong phòng không có ai thì tôi sẽ tới. Từ công phu khinh thân của Trần Tuyết cho thấy võ công của cô ta đã tăng mạnh, Trương Đại Quan Nhân tràn ngập lòng tin đối với cô ta. Trần Tuyết gật đầu. Nhận rõ vị trí ký túc xá của Liễu Đan Thần rồi dọc theo đường ống nước mà trèo lên. Trong ký túc xá của Liễu Đan Thần không hề sáng đèn, Trần Tuyết giỏng tai lắng nghe, nghe thấy bên trong không có tiếng hô hấp, cô ta phán đoán tối nay không có ai trong nhà, Trần Tuyết lúc này mới ra hiệu cho Trương Dương là không có ai cả. Chương 2220, người đi nhà chống hai. Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy Trần Tuyết ra hiệu thì lập tức yên tâm lớn mật lẻn tới dưới nhà. Theo lộ tuyến vừa rồi của Trần Tuyết mà đi tới bên cạnh cô ta. Hai người trước sau trèo vào ban công, công phu tiềm nhập hiện tại của Trương Đại Quan Nhân không phải cường đại bình thường, hắn trước chuyện đã chuẩn bị chìa khóa vạn năng, không đến 20 giây đã mở được cửa ban công. Trong hai mắt Trần Tuyết lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trương Đại Quan Nhân đắc ý rào rạt dùng truyền âm nhập mật nói với cô ta, đừng nhìn tôi sùng bái như vậy, tôi còn có rất nhiều bản sự mà cô chưa biết đâu. Trần Tuyết nói, đừng quên mục đích lần này tới đây của chúng ta. Trương Đại Quan Nhân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, cực có phong độ thân sĩ nói với Trần Tuyết, nữ sĩ đi trước. Trần Tuyết thật sự là bất lực đối với hắn, lắc đầu rồi chậm rãi đi vào trong phòng. Trương Đại Quan Nhân cũng không phải là lần đầu tiên lẻn vào chỗ ở của Liễu Đan Thần, lần trước bởi vì sơ ý cho nên mới rơi vào bẫy, lần này tất nhiên cẩn thận hơn nhiều, bố trí trong phòng cơ hồ không có thay đổi nhiều. Tiến vào phòng của Liễu Đan Thần, Trương Đại Quan Nhân trước tiên ngồi, địa nhìn xuống gầm giường, phát hiện gầm giường trống không, những cái hũ sành không biết đã biến đi đâu rồi. Trần Tuyết nhìn chung quanh phòng, không hề phát hiện bất kỳ điều gì dị thường, cô ta vươn tay ra sờ sờ đầu giường, thấy đầu giường có không ít bụi thì nói khẽ, nơi này chắc rất lâu rồi không có ai ở. Trương Dương nói, xem ra cô ta lo lắng tôi sẽ tìm cô ta cho nên không dám quay lại. Thật ra trong lòng hắn không cho là như vậy. Liễu Đan Thần vẫn ở viện kinh kịch, nếu cô ta thực sự trốn tránh mình thì chỉ sợ sớm đã xa chạy cao bay khỏi kinh thành rồi. Hắn tới phòng bên cạnh, trong ấn tượng của hắn thì bố trí của gian phòng này vô cùng kỳ quái, trên vách tường vẫn còn treo bức tranh gầm màu lam, bên trên thêu đủ loại đồ hình, phía trước cửa sổ thì đặt một bàn thờ, bên trên có lư hương, trên lư hương có khắc ký hiệu đồ đằng quái dị, có điều lại không có hương, trong lư hương cũng không có cho hương. Trần Tuyết nhìn bức tranh gầm, mày nhăn lại. Tựa hồ đang nghĩ gì đó. Trương Dương nhìn tranh gấm, không biết vì sao bỗng nhiên cảm giác ký tự đồ hình trên tranh tựa hồ phát ra ánh sáng. Trương Đại Quan Nhân sợ đến nỗi vội vàng nhắm hai mắt lại, thân hình lắc lư. Trần Tuyết cảm thấy được biến hóa của hắn,
vươn tay nắm cổ tay tay hắn, quan tâm nói, anh sao thế? Trương Dương không dám mở mắt, nói khẽ, bức tranh gấm này cổ quái quá, tôi vừa nhìn thoáng qua thì cảm thấy ký tự ánh ra tia sáng, giống như những ký hiệu muốn chui vào trong óc tôi vậy. Trần Tuyết nói, đừng sợ, tôi ở bên cạnh anh mà. Trương Đại Quan Nhân lật tay, nhắm chặt tay Trần Tuyết, hắn quả nhiên không dám mở mắt. Trần Tuyết nhìn bức tranh gầm, nói khẽ, anh có mang máy ảnh không? Trương Dương gật đầu, lấy máy ảnh ra, Trần Tuyết chụp hết lại những bố trí cổ quái trong phòng. Trương Dương lại nói, cô tìm xem trên bàn tờ có phải có quyển album không? Trần Tuyết nói, không. Cô ta cẩn thận tìm một lần trong phòng, xác định không tìm được thứ gì khác dị thường, lúc này mới kéo Trương Dương ra ngoài. Trương Đại Quan Nhân chậm rãi mở mắt ra, trên trán không ngờ ứa ra mồ hôi lạnh. Trần Tuyết nói, cô ta chắc đã một đoạn thời gian rồi không ở đây, xem ra chúng ta vồ hụt rồi. Trương Dương gật đầu nói, đi thôi. Hắn từ sau khi tiến vào phòng liền cảm thấy trong lòng lờ mờ có chút không thoải mái, thật ra hắn cũng nói không rõ được rốt cuộc là vì sao. Hai người lặng lẽ rời khỏi ký túc xá của viện kinh kịch, Trần Tuyết nhìn thấy sắc mặt Trương Dương khác thường, vốn cô ta định sau khi rời khỏi thì trực tiếp trở về trường học, nhưng nhìn thấy tình trạng của Trương Dương thì không khỏi có chút lo lắng, vì thế bắt xe rồi cùng Trương Dương quay trở về Hương Sơn biệt viện, lái xe nghe nói phải đi xa như vậy thì nói gì cũng đòi thêm tiền, nếu là bình thường thì Trương Đại Quan Nhân khẳng định sẽ không tốt tính như vậy, nhưng lúc này trạng thái của hắn rõ ràng có chút không ổn. Đương nhiên cũng không có tâm tình mà cãi cọ. Hai người trở lại Hương Sơn biệt viện, Trần Tuyết thanh toán tiền xe, đỡ Trương Dương đi xuống xe. Ánh trăng lặng lẽ chiếu lên mặt Trương Dương, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Trần Tuyết mở cửa phòng, giúp hắn vào trong phòng ngồi, Trương Dương nằm trên sofa, nhắm mắt lại, cảm giác trong đầu như nổ đom đóm, tựa hồ có những ký tự lập lòe sáng không ngừng bay về phía hắn. Cái này hoàn toàn bất đồng với tình hình cổ độc phát tác, Trương Dương cũng không rõ mình rốt cuộc là bị làm sao. Trần Tuyết rót cốc trà nóng rồi mang tới cho hắn, ôn nhu nói, anh uống chén trà đi đã. Trương Đại Quan Nhân chậm rãi mở mắt ra, uống hai ngụm trà, rất thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc của Trần Tuyết, rất nhanh đã uống cạn chén trà, Trương Dương thở hắt ra, nói, không biết vì sao những ký tự quái dị này thủy chung cứ xoay tròn trong đầu tôi. Trần Tuyết nói, tác dụng tâm lý đấy, có thể là bởi vì anh chúng cổ độc, cho nên nhìn thấy mấy thứ đó thì tự nhiên nhớ tới tình cảnh lần trước chẳng may chúng bẫy. Trương Dương nói, tôi trước đây vẫn luôn không coi cổ độc ra gì, nhưng không ngờ nó lại lợi hại tới vậy. Trần Tuyết nói, thứ bằng môn tà đạo, nhất định có thể tìm được phương pháp khắc chế. Trương Dương lúc này đã khôi phục lại, cầm lấy khăn mặt Trần Tuyết đưa, lau sạch mồ hôi lạnh trên trán rồi nói khẽ, Liễu Đan Thần vì sao muốn hại tôi? Tôi và cô ta vốn không thù không oán mà. Trần Tuyết nói, nếu không phải yêu quá sinh hận thì cô ta có ý đồ khác. Trương Dương nói, tôi kiến thức cổ độc kiến thức là ở Bắc Cảng. Bắc Cảng ư? Trương Dương gật đầu nói, Tiêu Quốc Thành thân chúng cổ độc, lúc ấy tôi vừa hay gặp được, còn là tôi giúp hắn giảm bớt cổ độc trong cơ thể, khiến hắn tạm thời không đến nỗi phát tác, không ngờ nhanh như vậy lại tới lượt tôi chúng phải. Trần Tuyết nói, y giả không thể tự chữa, cổ độc mà anh và hắn chúng phải chưa chắc đã giống nhau. Trương Dương nói, thiên hạ tuy lớn, nhưng người biết cổ thuật này cũng không nhiều. Có thể lợi dụng thuật hại người thì đã ít lại càng ít, tôi thấy người hạ cổ Tiêu Quốc Thành 10 phần có 9 có biết Liễu Đan Thần. Trần Tuyết nói, anh có biết bọn họ hạ cổ hại Tiêu Quốc Thành là vì gì không? Và hạ cổ với anh là vì gì? Trương Dương nói, tôi chính là không nghĩ thông chuyện này đây, tôi và Liễu Đan Thần trước đây căn bản không quen nhau, lúc trước cô ta hát hí khúc trên thọ yến của Tiết Lão, tôi nhớ rõ lúc ấy có người xông lên sân khấu muốn ám sát Tiết Thế Luân, chính là Liễu Đan Thần kịp thời. Mới cứu Tiết Thế Luân một mạng, lúc ấy tôi chỉ cho rằng đó là trùng hợp, hiện tại mới hiểu được không ngờ là cô ta có vấn đề. Trần Tuyết nói, Liễu Đan Thần trẻ tuổi như vậy, cô ta lại là ngôi sao của giới kinh kịch, vì sao phải làm loại chuyện này, sau lưng hành vi của cô ta có phải có ẩn tình gì hay không? Trương Dương nói, việc này chỉ có giáp mặt hỏi cô ta thì mới biết được. Nói, anh vẫn định tiếp tục ở lại ở Kinh Thành để tìm hiểu rõ chuyện này ư? Trương Dương lắc đầu nói, tôi đã nhờ người đặt vé xe để đêm mai đi rồi, tôi còn có rất nhiều việc để làm, không thể ở lại Kinh Thành mãi được. Trần Tuyết nói, chuyện của Văn Gia Ược giải quyết rồi à? Chắc không có vấn đề gì lớn. Trương Dương nhìn tòa trạch viện này rồi nói khẽ, chuyện của hội từ thiện, Diêu Hồng Hy đã đứng ra gánh vác trách nhiệm rồi, về phần tòa Hương Sơn biệt viện này, hiện tại đã có người chú ý tới nơi này,
lại có 4 người chết, chắc là trừ chúng ta ra thì người khác đã coi nơi này là nhà có ma. Trần Tuyết nói, thật ra người chết so với người sống còn an toàn hơn nhiều. Trương Dương cười nói, tôi trước đó hoài nghi 4 người đó là do Văn Linh giết chết, nhưng sau khi gặp mặt cô ta thì phát hiện võ công của cô ta căn bản không hề khôi phục. Trần Tuyết nói, tôi nghe nói võ công luyện đến cảnh giới cao nhất thì có thể trở lại nguyên trạng từ bên ngoài nhìn thì không khác gì người bình thường. Trương Dương nói, cô ta không có bản sự lớn như vậy, tôi đã tra xét mạch tượng của cô ta rồi, cô ta hiện tại chính là một người bình thường mà thôi. Trần Tuyết nói, tôi luôn cảm thấy biểu hiện của cô ta rất lạ, cô ta đối với sinh tử ấn vẫn chưa hề nản lòng. Trương Dương nói, chắc cô ta không tạo nên nổi sóng gió gì đâu. Trần Tuyết nói, anh ngồi xuống đi, tôi giúp anh vận công an thần. Trương Dương gật đầu, Trần Tuyết ngồi xuống đối diện hắn, tay của hai người dí vào nhau, một cỗ nội lực nhu hòa chậm rãi rót vào trong cơ thể Trương Dương, giống như gió xuân vào bên trong kinh mạch Trương Dương, cực kỳ hưởng thụ, cực kỳ thoải mái, Trương Đại Quan Nhân lần này có cơ hội để thoải mái ngắm nhìn Trần Tuyết. Trần Tuyết dùng chân khí vận hành một vòng trong kinh mạch Trương Dương, sau đó thì chậm rãi thu hồi nội lực. Phát hiện Trương Dương vẫn đang chuyên chú nhìn chằm chằm vào mình thì mặt hơi hơi nóng lên, anh nhìn đủ chưa? Trương Dương nói, nhìn mãi vẫn không thấy đủ. Trần Tuyết nói, đẻ những lời này lại mà lừa cô gái khác đi. Cô ta đứng lên, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Trương Dương nói, nếu có một ngày tôi chết rồi, cô liệu có thương tâm không? Bước chân của Trần Tuyết hơi khựng lại, nói anh sẽ không chết đâu. Tôi sẽ không để anh chết. Nói xong câu đó cô ta vội vàng bỏ đi. Trương Đại Quan Nhân đứng ngây ra đó, nhìn bóng hình xinh đẹp của Trần Tuyết biến mất ở ngoài cửa, không khỏi dâng trào cảm xúc. Trần Tuyết tuy rằng đối với mình vẫn luôn lãnh đạm, nhưng những lời này của cô ta cuối cùng vẫn biểu lộ ra tình cảm đối với mình. Trương Đại Quan Nhân tin mình tuyệt đối không phải là tự tác đa tình, những lời này của Trần Tuyết tuyệt đối là biểu lộ chân tình. Chương 2221, Người đi nhà trống 3. Trương Dương cũng không sợ chết. Nhưng hắn không thể chết như vậy được, tới thế giới này càng lâu, trong lòng lại càng vướng bận. Cổ độc tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng vẫn có phương pháp khắc chế, nếu đại thừa quyết của hắn bước vào hóa cảnh, như vậy cổ độc tất nhiên có thể được giải quyết dễ dàng. Trương Đại Quan Nhân khoanh chân nhắm mắt, lặng lẽ tu hành, khiến hắn cảm thấy kỳ quái là chân khí vận hành trong cơ thể không hề tắc nghẽn, với công lực hiện tại của hắn, không ngờ không cảm giác được chút dị thường nào tồn tại trong cơ thể. Xem ra Liễu Đan Thần là cao thủ dùng cổ, trong bất chi bất giác đã gieo cổ động vô hình vô sắc vào trong hắn. Sau khi vận hành chân khí trong cơ thể một vòng, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gà trống gáy, Trương Đại Quan Nhân chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy ngoài cửa sổ đã có mặt trời ló dạng, hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa, đứng bên trong sân, hít sâu một hơi, đánh một bộ thái cực quyền, Trương Đại Quan Nhân vẫn nhớ rõ năm đó khi Thiên Chí Tiên Sinh còn sống, cơ hồ mỗi ngày đều quyền ở trong sân. Hiện giờ lão tiên sinh đã đi xa, nhưng âm dung nụ cười của ông ta vẫn thường trú trong lòng Trương Dương. Từ thời đại Tùy Hy Lý Hồ Đồ vượt thời gian tới đầu năm 1992, Trương Đại Quan Nhân hiện giờ cũng đã sống ở đây được gần 6 năm rồi. Tới thời đại này, hắn đã quen không ít người, cũng tiến bước không ít người. Một người bất kể ưu tú như thế nào, cường đại như thế nào, cuối cùng vẫn phải đối mặt với tử vong. Hắn một độ cũng tràn ngập hứng thú với quan trường. Nhưng ở trong đó đã trải qua nhiều như chìm nổi thăng trầm vậy, hiện tại tâm tính cũng đã rất khác xưa, hắn đối với quan trường cũng càng nhìn càng thấu triệt, trong lòng trở nên không còn cảm giác lưu luyến. Trần Tuyết mặc quần áo thể thao màu lam đứng dưới mái hiên nhìn nhất cử nhất động của Trương Dương, thái cực quyền mà Trương Dương đánh hiển nhiên đã được hắn gia công và biến cách, trong nhu có cương, trong quyền cước tựa hồ sinh ra ngàn vạn biến hóa. Đánh xong một bộ thái cực quyền, Trương Dương trở lại nguyên điểm, chắp tay sau lưng. Mỉm cười nhìn Trần Tuyết, nhìn lén tôi đánh quyền, thế là không tốt đâu. Trần Tuyết nói, không phải nhìn lén, là vừa hay đi tới. Cô ta quan sát Trương Dương một chút rồi nói, khí sắc hôm nay rất tốt. Trương Dương nói, tôi tối hôm qua không ngủ, diễn luyện đại thừa quyết từ đầu tới đuôi 6 vòng. Trần Tuyết nói, hiện tại biết sợ rồi à, cuối cùng cũng minh bạch nên quyết tâm tu luyện võ công cho tốt. Trương Dương nói, không biết tôi hiện tại nước đến chân mới nhảy thì còn kịp không? Trần Tuyết nói, tất nhiên là vẫn kịp, đại thừa quyết là võ học tinh thâm nhất trong thiên hạ, thứ bàng môn tả đạo như cổ độc sao có thể đánh đồng. Trương Dương nói, bàng môn tả đạo cũng được, tà môn ma đạo cũng được, tóm lại tôi hiện tại đang bị nó chế trụ, trong chốc lát thực sự không nghĩ ra phương pháp thoát thân. Trần Tuyết nói, đừng, anh trước giờ đều là phúc lớn mạng lớn,
tạo hóa lớn, chắc có thể tránh được một kiếp này. Tôi tối hôm qua đã tìm tòi một số tư liệu, ký tự trên tranh gấm trong phòng Liễu Đan Thần chắc là văn tự thần bí nào đó. Nếu tôi có thể phiên dịch được những ký tự này thì có lẽ có thể từ trong đó tìm được một số phương pháp phá giải cổ độc. Trương Dương đối với cái này lại không ôm hy vọng lớn, nếu thực sự là bí mật khó lường thì Liễu Đan Thần cũng sẽ không để lại mấy thứ đó. Hắn nói khẽ, tôi hiện tại chỉ là lo lắng cho mình, vạn nhất tôi đột nhiên tình cổ phát tác, mất lý trí, nếu gì chuyện xấu thì biết làm sao đây. Câu này của Trương Đại Quan Nhân không phải đặc biệt nói cho Trần Tuyết nghe, mà là cảm xúc bột phát. Hai ngày trước sau khi hắn cổ độc phát tác, không ngờ đã làm ra một đêm phong lưu với Hắc Quả Phụ, cũng may Hắc Quả Phụ không rũ chuyện này ra, nhưng cô ta hiện tại không nói, với tính tình của cô ta khó bảo toàn về sau cũng không nói, chuyện này đã thành một nỗi ám ảnh trong lòng Trương Đại Quan Nhân, cổ độc trong cơ thể hắn một ngày không trừ, khẳng định có khả năng sẽ lại phát tác, tình huống trước đó cho thấy hắn mỗi lần phát tác đều sẽ nghiêm trọng hơn. Rất có thể sẽ lại làm ra chuyện hoang đường gì nữa. Trần Tuyết nói, thật ra chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Trương Dương nói, tôi này y học ít nhiều cũng có chút nghiên cứu, thế nhưng vẫn không nghĩ ra biện pháp gì, cô nếu có biện pháp thì dạy tôi đi. Trần Tuyết nói, tôi xem lại một số điển tịch, góp nhặt một số tư liệu về cổ độc, căn cứ vào những gì mà tôi tìm được thì bên trong cổ độc lợi hại nhất phải kể tới chủng lô chi thuật, nói cách khác là gieo cổ độc vào đầu óc người ta, hoàn toàn khống chế tư tưởng và hành vi của người này. Anh hiện tại chắc vẫn chưa bị khống chế hoàn toàn. Trương Dương nói, nhưng khi cổ độc phát tác, tôi sẽ trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn mất lý trí. Trần Tuyết nói cách khác thì cổ độc đã bắt đầu xâm nhập vào đầu óc của anh rồi, nếu cứ để mặc tình huống này tiếp diễn, có thể tình huống của anh sẽ chuyển biến xấu, không bao lâu nữa anh sẽ trở thành một cái xác không hồn. Trương Đại Quan Nhân thở dài nói, tôi đã thử dùng Đại Thừa Quyết để tiêu diệt cổ độc trong cơ thể. Nhưng khi cổ độc phát tác thì tôi không thể vận dụng Đại Thừa Quyết, bình thường cổ độc không phát tác, tôi lại không cảm giác được sự tồn tại của nó, đúng là một đống phiền toái. Trần Tuyết nói, khi cổ độc phát tác, thân thể anh dưới trạng thái vô ý thức sẽ sinh ra một loại phản ứng kháng cự, cho nên anh mới đau đớn như vậy. Trong sinh tử ấn có một công pháp vô cùng đặc thù, tên là sinh tử phù, dùng thủ pháp của sinh tử ấn thực nhập sinh tử phù vào trong cơ thể người ta, tôi đã nghĩ cẩn thận rồi. Biện pháp tốt nhất để ngăn cản cổ độc chiếm đầu óc anh chính là trước tiên lợi dụng sinh tử phù để khống chế anh. Chúng ta so sánh đại não với một căn phòng, có người muốn đi vào trong đó, chúng ta trước khi hắn tiến vào thì phòng này trước, như vậy hắn sẽ không có cơ hội. Trương Đại Quan Nhân cười khổ nói, cô quên, căn phòng này là của cá nhân tôi. Trần Tuyết nói, cho nên tôi mới phải trưng cầu ý kiến của anh là muốn để cổ độc chiếm tất cả đầu óc anh, hay là để tôi gieo sinh tử phù vào trong cơ thể anh? Khiến cổ độc không thể đột phá phòng tuyến ý thức của anh. Trương Đại Quan Nhân nói, không có biện pháp khác à? Trần Tuyết lắc đầu, tất cả biện pháp có thể tôi đều nghĩ tới rồi, nhưng chỉ có loại phương pháp này là khả thi. Trương Dương nói, nhưng cô nếu dùng sinh tử phù để khống chế đầu óc tôi liệu có thể biến thành một kẻ ngu ngốc không? Trần Tuyết nói, sẽ không đâu, có lẽ sẽ bởi vậy mà đoản mệnh thôi. Trương Dương nói, sinh tử phù thực sự huyền diệu như vậy ư? Vạn nhất cổ độc có thể đột phá cái gọi là sinh tử phù của cô thì sao? Trần Tuyết nói, vậy cũng có thể mang tới hiệu quả lấy độc trị độc, đối với anh mà nói thì không có một chút hại nào. Trương Đại Quan Nhân nói, sau khi gieo sinh tử phù, cổ độc của tôi thực sự có thể không phát tác nữa ư? Trần Tuyết lắc đầu, tôi không thể cam đoan, căn cứ vào tư liệu mà tôi đọc, sau khi tình trạng trong cơ thể phát sinh kịch biến, chẳng khác nào quấy rối hoàn cảnh sinh tồn của cổ độc. Cho dù không thể triệt để thanh trừ thì cổ độc cũng cần phải tốn một đoạn thời gian dài để tiến hành thích ứng, nói cách khác thì trong một đoạn thời gian dài cổ độc của anh có thể sẽ không phát tác. Trương Dương nói, nhưng cô lại gieo sinh tử phù trong cơ thể tôi, thứ này hình như cũng rất dày vò người ta. Trần Tuyết nói, anh không có lựa chọn, hiện tại chính là chọn một trong hai, anh là để sinh tử phù tra tấn anh hay là để cổ độc biến thành một kẻ ngu ngốc. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha nói, chết dưới váy lựu thành quỷ cũng phong lưu, nếu đã chú định tôi không qua được cánh cửa này thì tôi tình nguyện chết trong tay cô. Không biết vì sao, hắn vẫn 100% tín nhiệm Trần Tuyết, chưa bao giờ hoài nghi, cho dù là giao tính mạng vào tay cô ta thì Trương Đại Quan Nhân cũng sẽ không do dự. Trần Tuyết nói, anh nếu đã đồng ý thì tôi phải đi chuẩn bị gieo phù cho anh. Trương Đại Quan Nhân gật đầu, lại nghĩ tới một chuyện, à... Cô đây là lần thứ mấy gieo sinh tử phù cho người khác rồi. Trần Tuyết nói, lần đầu tiên. Không ngờ tôi lại làm chuột bạch.
Trương đại quan nhân để mình Trần ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, Trần Tuyết ngồi phía sau hắn, ở bên cạnh cô ta đặt một cái bồn bên trong có nước, trong nước có rất nhiều loại dược vật, biến thành màu lam thẫm. Trần Tuyết nói, chuẩn bị xong chưa? Trương đại quan nhân gật đầu nói, không có gì mà phải chuẩn bị cả, cùng lắm thì để cô biến thành kẻ ngu ngốc. Trần Tuyết nói, vậy tôi bắt đầu đây. Trương đại quan nhân nói, chậm đã, à, tôi lần này nếu chết thì cô có thương tâm không? Vấn đề này không phải lần đầu tiên hỏi. Trần Tuyết trầm mặc trong chốc lát, trước đó Trương Dương đã hỏi câu này, cô ta cũng đã cho đáp án, hai tay của cô ta nhúng vào trong chậu đồng, mặt nước dần dần bắt đầu ngưng kết băng, bàn tay Trần Tuyết ở trung tâm vỗ nhẹ một cái, mặt băng phát ra tiếng răng rắc, từ giữa nứt ra chung quanh. Trần Tuyết dùng ngón cái và ngón giữa tay phải nhón một mảnh băng sắc lên, bên trong mắt đẹp lộ ra vẻ quan tâm, anh nếu chết thì tôi sẽ đền mạng cho anh. Đầu ngón tay thúc giục nội lực bắn ra, miếng băng mỏng vỡ vụn thành vô số những kim băng rất nhỏ, dưới sự kích phát nội lực của Trần Tuyết bắn nhanh tới thân thể Trương Dương. Chương 2222, giữ khoảng cách 1. Kim băng rất nhỏ ngầm vào trong cơ thể Trương Dương, bàn tay Trần Tuyết từ trắng chuyển sang đỏ, sau đó biến thành màu trắng. Cuối cùng biến thành bán trong suốt, kinh mạch có thể thấy được rõ ràng, lòng bàn tay đặt lên lưng Trương Dương, thúc giục nội lực, thân hình Trương đại quan nhân theo chấn động, cảm thấy giống như trăm ngàn con kiến nhỏ chui vào trong cơ thể mình, những này dưới sự thao túng nội lực của Trần Tuyết tụ tập thành một đường dây dài, giống như linh xà uốn lượn đi lại trong kinh mạch của mình. Trương đại quan nhân kỳ thực đã hoàn toàn giao tính mạng của mình vào trong tay Trần Tuyết, nếu Trần Tuyết muốn gây bất lợi đối với hắn. Lấy đi tính mạng của hắn thì rất dễ dàng. Trần Tuyết vẻ mặt ngưng trọng, không dám có chút lơ là, tuy rằng cô ta tu luyện sinh tử ấn đã được một đoạn thời gian, nhưng gieo sinh tử phù vào trong cơ thể người vẫn là lần đầu tiên. Trương Dương lúc ban đầu thì cảm thấy đau đớn như bị kim đâm, không lâu sau thì biến thành một loại cảm giác tê dại, dần dần từ tê chuyển sang ngứa, giống như có vô số những sợi lông nhỏ đang gảy tim hắn, Trương đại quan nhân sẽ không thể nhịn được nữa, muốn nhảy lên. Tay phải Trần Tuyết kịp thời ấn vào huyệt ngọc trầm của hắn, một cỗ thanh lưu từ trên chảy xuống dưới, trong nháy mắt đã chạy dọc xương sống của Trương Dương, nội tâm đang nóng nảy của Trương Dương cũng theo đó mà chấn định lại, bên tai nghe thấy giọng nói dịu dàng của Trần Tuyết. Anh đừng vận công chống cự, cứ thả lỏng, trong lòng đừng có tạp niệm. Ước chừng qua một giờ, Trần Tuyết đem hoàn thành tất cả, vốn gieo sinh tử phù cũng không cần thời gian lâu như vậy, nhưng cô ta không chỉ muốn gieo sinh tử phù. Còn muốn đảm bảo chặn cổ độc tiến vào não bộ của Trương Dương, đồng thời còn tránh để tạo thành thương tổn quá lớn tới thân thể của Trương Dương. Hơn nữa bản thân cô ta cũng là lần đầu tiên sử dụng phương pháp này, cho nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Trương đại quan nhân sau khi nghe cô ta nói xong rồi thì mới mở mắt ra, sau khi Trần Tuyết ý kiến của Trần Tuyết, hắn tiềm vận nội lực điều tức một vòng, cảm giác chân khí ở trong kinh mạch lưu chuyển rõ ràng trở nên tắc nghẽn, không còn thông suốt được như xưa. Trần Tuyết nói rồi, sinh tử ấn tuy rằng có thể ngăn cản xâm nhập vào trong đầu óc anh, nhưng bởi vì tôi gieo sinh tử phù trong kinh mạch của anh, chẳng khác nào bố trí một đạo chướng ngại trong kinh mạch của anh. Cho nên võ công của anh sẽ bởi vậy mà suy giảm mạnh. Trương đại quan nhân cũng đã chuẩn bị tâm lý, võ công giảm thì giảm, tóm lại so với bị cổ độc khống chế đầu óc rồi trở thành một cái xác không hồn thì vẫn tốt hơn nhiều. Trương Dương nói, sinh tử phù bình thường phát tác vào lúc nào? Trần Tuyết nói, một năm, có điều bởi vì anh trong cơ thể trước đó đã bị gieo cổ độc, không loại trừ khả năng khi cổ độc phát tác sẽ dẫn phát sinh tử phù. Trương Dương nói, nếu dẫn phát thì sẽ ra sao? Trần Tuyết nói, rất đau đớn, có điều chắc có thể ngăn cản cổ độc vào não. Trương Đại Quan Nhân nói, chết tử tế không bằng sống lay lắt. Vừa muốn sống lại vừa muốn thoải mái, loại chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ như thế này xem ra rất hiếm gặp. Trần Tuyết nói, ít nhất có thể bảo đảm anh có thể sống có tôn nghiêm. Trương Dương mặc quần áo, ăn mì mà Trần Tuyết nấu cho, rời khỏi Hương Sơn biệt viện trực tiếp tới viện kinh kịch, hắn không nói việc này với Trần Tuyết. Liễu Đan Thần đã trở thành một khúc mắc của Trương Đại Quan Nhân, trước khi rời khỏi kinh thành bất kể là như thế nào cũng phải gặp mặt cô ta một lần. Trương Dương sau khi tới viện kinh kịch mới biết Liễu Đan Thần có nhiệm vụ diễn xuất, đã tới Hỗ Hải rồi. Liên tục hai lần vồ hụt. Trương đại quan nhân trong lòng bất giác có chút thất vọng, khi hắn đang chuẩn bị rời khỏi viện kinh kịch thì một chiếc Porsche màu đen chậm rãi chạy tới đỗ bên cạnh hắn. Hắc quả phụ Thiệu Minh Phi cười khanh khách nhìn Trương Dương, lên xe đi. Trương đại quan nhân cười nói, tôi ngồi tàu hỏa.
Thiệu Minh Phi nói, từ nơi này tới nhà ga còn một đoạn nữa cơ, em tiễn anh. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi còn phải đi làm chút chuyện. Thiệu Minh Phi nói, em chở anh. Nhìn thấy cô ta như vậy, Trương Đại Quan Nhân chỉ có thể gật đầu, đặt túi hành lý vào gương sau, không mở cửa xe mà nhảy vào ghế phụ. Thiệu Minh Phi mắt đẹp sáng ngời, chậc chậc tán dương, thân thủ của anh tốt thật. Một tay thì nhéo cánh tay của Trương Đại Quan Nhân, ý vị quấy rối 10 phần, anh cường tráng quá. Trương Đại Quan Nhân nói, bình thường tôi rất chú ý rèn luyện thể thao. Thiệu Minh Phi lộ ra vẻ mặt quyến rũ đến cực điểm, em biết mà. Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy vẻ mặt lẳng lơ của cô ta thì có chút ăn không tiêu, hắn biết đêm đó sau khi tình cổ phát tác thì không còn ý thức, không ngờ bị con hồ ly này dụ dỗ. Trương Đại Quan Nhân không bảo thủ, đối với tình một đêm, gắng gượng cũng có thể chấp nhận, nhưng lần này thì khác, hắc quả phụ Thiệu Minh Phi là nữ nhân của Tiết Thế Luân, y lại là cha ruột của em gái kết nghĩa của mình làm như vậy thật sự có chút không có hậu đạo, nhưng Trương Đại Quan Nhân cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ cho mình. Dù sao thân thể của mình lúc ấy cũng mất khống chế, cho dù làm ra chuyện khác người thì cũng có thể lý giải, nhưng chuyện này phải kết thúc ở đây, không thể dây dưa thêm với Thiệu Minh Phi nữa. Nếu đoạn nghiệt duyên giữa bọn họ bị Tiết Thế Luân biết, vậy cũng không phải là chuyện đùa, mình ít nhiều gì cũng được coi là người có thân phận có địa vị. Nếu chuyện này bị moi ra, vậy bảo hắn phải để mặt mũi đi đâu, rồi phải giải thích thế nào với Sở Yên Nhiên và đám hồng nhan chi kỷ. Thiệu Minh Phi khởi động xe, đi đâu? Trương Đại Quan Nhân nghĩ thầm đi với cô thì đi đâu cũng dở, hắn nghĩ nghĩ rồi nói, cô đưa tôi tới tiệm xe sang. Mục đích tới tiệm xe sang chính là tìm Tiết Vĩ Đồng giải vây. Thiệu Minh Phi cười cười, cô ta lái xe tới bên cạnh Hồ Lam Tố, sau khi tắt máy thì mở cửa xe đi vào trong công viên, Trương Đại Quan Nhân chỉ có thể đi theo cô ta, cố ý giả bộ hồ đồ, tôi nói này Thiệu tiểu thư, cô hình như đến nhầm chỗ rồi. Thiệu Minh Phi nói, tôi tìm anh có việc muốn nói. Cô ta đi tới bãi cỏ ở bên sông rồi ngồi xuống. Trương Đại Quan Nhân thì đứng bên cạnh cô ta, cúi xuống nhìn cô ta rồi nói, chuyện gì? Thiệu Minh Phi cắn cắn môi. Trên mặt lộ ra vẻ u oán vô hạn, chẳng lẽ anh đã quên tất cả rồi ư? Trương Đại Quan Nhân cười nói, sao lại thế? Tên cô tôi vẫn nhớ mà. Thiệu Minh Phi gắt, đừng có giả bộ hồ đồ với tôi là nói chuyện đêm đó. Trương Đại Quan Nhân xấu hổ ho khan một tiếng, chuyện đó á, Thiệu tiểu thư, cô không phong kiến vậy chứ? Khi hắn nói ra những lời này thì mặt vẫn có chút nóng rực, dù sao đã ăn người ta rồi trong lòng vẫn có chút chột dạ. Thiệu Minh Phi nói, anh đừng hiểu lầm, tôi cũng không phải là muốn anh phải chịu trách nhiệm gì cả, tôi chỉ là gặp một chút phiền toái thôi. Trương Đại Quan Nhân nghe cô ta nói như vậy thì lập tức có chút bất an, cô. Chuyện gì, trong lòng rất không yên, thầm nghĩ, chẳng lẽ chuyện này bị Tiết Thế Luân phát hiện rồi ư? Chương 2223, giữ khoảng cách 2. Thiệu Minh Phi buồn bã nói, tôi thực sự không nên để phát sinh chuyện đó với anh. Từ sau đêm đó, tôi đối với hắn bỗng nhiên không còn hứng thú. Trương Đại Quan Nhân ngoài xấu hổ ra thì trong lòng lại không khỏi sinh ra một chút đắc ý, xem ra mình ở phương diện này quả thực rất lợi hại, khiến sau khi Thiệu Minh Phi hưởng qua rồi thì nhớ mãi không quên, nhưng lập tức thằng ôn này liền mắng mình vô sỉ, chuyện này cũng không có gì đáng để kiêu ngạo cả, hắn cố nặn ra vẻ mặt bối rối, chuyện tình cảm rất khó nói. Thiệu Minh Phi trừng mắt lườm hắn một cái, anh đừng giả ngu với tôi. Tôi đâu có nói chuyện tình cảm với anh, tôi là nói về phương diện đó kìa. Trương Đại Quan Nhân dứt khoát tiến hành giả ngu tới cùng, phương diện nào? Thiệu Minh Phi nói, Trương Dương, tôi coi như nhìn rõ con người anh rồi, anh là người vô trách nhiệm, tôi là nói anh ở phương diện đó rất mạnh, so sánh với anh thì hắn chỉ là một lão già. Trương Đại Quan Nhân nghĩ thầm còn cần cô nói nữa à, hắn ho khan một tiếng, Thiệu tiểu thư, thật ra chuyện buổi tối hôm đó vốn không nên phát sinh, tôi thừa nhận. Tôi rất không có trách nhiệm, nhưng có một số việc vốn không cần phải chịu trách nhiệm, giữa mọi người vốn cũng không thể đi lại lâu dài, tính tình của chúng ta thật ra cũng không hợp nhau, hơn nữa cô còn là bạn gái của chú Tiết, tôi cũng đã có vợ chưa cưới, hiện tại cũng sắp kết hôn rồi, tôi thấy giữa chúng ta tốt nhất nên bảo trì khoảng cách thích hợp. Cô thấy, Trương Đại Quan Nhân khi nói ra những lời này rõ ràng có chút không vững dạ. Thiệu Minh Phi nói, anh lúc này đầu óc tỉnh táo rồi. Buổi tối hôm đó khi xé quần áo tôi thì sao không nói như vậy? Khi anh phát tiết trên người tôi như dã thú thì anh sao không nghĩ tới những việc này? Thiệu Minh Phi vừa nói vừa đứng dậy, Trương Đại Quan Nhân bị cô ta ép cho lui về phía sau từng bước, không cẩn thận, dưới chân bước hụt, bùm một tiếng ngã xuống sông.
Thiệu Minh Phi nhìn thấy bộ dạng chật vật của Trương Dương thì không khỏi cười ha hả. Trương đại quan nhân thò đầu ra từ dưới nước, lau nước dính trên mặt, thôi thì. Chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông, tôi cảm thấy chuyện này nếu để người ngoài biết, đối với chúng ta đều không tốt. Thiệu Minh Phi cười lạnh nói, anh nằm mơ, cô ta túm lấy bọc hành lý của Trương Dương rồi ném xuống sông. Trương đại quan nhân tay chân rất lẹ, lập tức bắt lấy bọc hành lý, thế mới tránh được cho nó bị ướt. Thiệu Minh Phi nói, muốn nước giếng không phạm nước sông cũng được, anh đáp ứng tôi, lúc nào tôi khát nước thì anh phải xuất hiện kịp thời. Mặt Trương đại quan nhân lập tức dài ra, hắc quả phụ này rõ ràng muốn mình làm nam sủng cho cô ta, thì ra người ta cũng không định chơi tình cảm với mình, chỉ là nhìn chúng cái thân thể khỏe mạnh này của mình, cho nên nam nhân tại ở bên ngoài không thể tùy tiện khoe khoang. Một đêm kích buổi tối ngày đó hiển nhiên đã hầu hạ hắc quả phụ rất thư thái, cô ta định cùng mình trường kỳ phát triển loại quan hệ này. Trương đại quan nhân biết loại quan hệ này tuyệt đối là đầu đao liếm máu, tuyệt đối là đi vào hang hổ, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, huống chi hắn đối với hắc quả phụ quả thực không hề có tình cảm gì, chuyện gắng gượng mà làm Trương đại quan nhân trước giờ đều không nguyện ý làm, cho nên hắn dứt khoát không nói gì, co đầu rút cổ ở trong nước nhìn Thiệu Minh Phi. Thiệu Minh Phi nói, anh đi lên cho tôi. Trương đại quan nhân lắc đầu, rất kiên trì nói, bảo trì khoảng cách. Trương đại quan nhân đánh chết cũng không muốn lên bờ, nước sông là cái cớ rất tốt cho hắn, hắc quả phụ cuối cùng bất lực với hắn, chỉ có thể lái xe rời đi. Trương đại quan nhân xác định hắc quả phụ đi rồi lúc này mới lên bờ, cả người ướt sũng trông rất thảm hại, có điều hắn cũng có biện pháp ứng đối, tiềm vận nội lực, trong khoảng thời gian ngắn đã hong khô quần áo trên người. Văn gia bình yên vượt qua trận trường phong ba này, hơn nữa hắc quả phụ làm như vậy, Trương đại quan nhân đối với kinh thành đúng là sợ muốn tránh xa. Sau khi hắn cáo từ đám bạn tốt qua điện thoại thì tới ban chú kinh nghỉ ngơi, cầm vé xe rồi đến thẳng nhà ga. Trương đại quan nhân hiện tại sợ nhất chính là gặp người quen, nhưng ở nhà ga lại vừa hay gặp hai người, kể ra thì hai người nhưng hắn cũng quen biết đã lâu, Trình Viễn và Vu Lam, đôi vợ chồng này ở Đông Giang mở một tiệm xăm, Trình Viễn và Trung Trường Thắng là bạn tốt, Trương Dương là thông qua Trung Trường Thắng để quen hắn. Trình Viễn nhìn thấy Trương Dương thì vô cùng kinh hỉ. Sau khi Trương Dương tới Tân Hải đảm nhiệm bí thư thị ủy thì Trình Viễn từng đi tìm hắn một lần, lúc ấy là vì một đống thạch tài, Tân Hải vừa hay lại đang làm xây dựng xanh hóa, Trương Dương cũng giúp hắn liên hệ được một vụ làm ăn. Trình Viễn nói, bí thư Trương, sao khéo vậy? Trương đại quan nhân cười cười, tôi cũng đang định nói vậy đây, đi đâu cũng gặp người quen, Trình đại ca, anh và chị đến kinh thành lúc nào vậy? Trình Viễn nói, tới hơn một tháng rồi, khảo sát thị trường thạch tài của kinh thành. Trương Dương nói, chị không làm xăm nữa à? Vu Lam nói, vẫn làm mà, có điều hiện tại cửa hàng lớn rồi, thợ xăm được huấn luyện cũng có thể một mình đảm đương một phía, bằng không tôi nào có rảnh mà đi cùng Trình Viễn. Sau khi bọn họ soát vé rồi lên xe thì hai vợ chồng Trình Viễn đặc biệt phòng phòng, tới nằm cũng gian với Trương Dương, Trương đại quan nhân vốn đang định tới tòa ăn làm một bữa, nhưng gặp hai vợ chồng bọn họ, đồ hai người mang theo cũng không ít, Vu Lam mang đồ ăn đã mua trước ra. Trình Viễn cũng mở hai bình nhị hoa đầu, cùng uống với Trương Dương. Sau khi xe lửa khởi động, Trương Dương cả người liền cảm thấy được thả lỏng, hắn cuối cùng cũng sắp trở lại một mẫu ba phân đất của mình, đương nhiên lần này không thể trực tiếp trở về Tân Hải, hắn và Sở Yên Nhiên trước đó đã nói chuyện điện thoại, sẽ tới Đông Giang hội hợp với cô ta. Sau đó thì dẫn Lão Thái Thái cùng tới Tân Hải chơi. Như vậy vừa hay đi cùng một đường với hai vợ chồng Trình Viễn. Trương Dương là quan. Trình Viễn đối với quan trường thì không hiểu nhiều lắm, hắn cũng không chủ động hỏi, Trương đại quan nhân cũng lười nhắc tới chuyện của mình, cho nên đề tài của bọn họ đều tập trung trên sinh ý của Trình Viễn. Trương Dương cầm bình rượu lên trực tiếp uống một ngụm rồi nói, Trình đại ca vẫn đang làm sinh ý về thạch tài à? Trình Viễn gật đầu nói, vẫn làm, đang chuẩn bị làm cái mỏ, lần này đến kinh chính là để khảo sát thị trường. Trương Dương cười nói, sinh ý càng làm càng lớn. Trình Viễn nói, chưa thể nói là sinh ý lớn được, thạch tài này cũng là một đầm nước sâu, tôi lúc ban đầu chỉ làm kỳ thạch. Nhưng hiện tại nhìn ra được người làm nghề này nhiều lắm, như ong vỡ tổ ùa vào, nhiều người làm thì tất nhiên là lời sẽ ít đi, cho nên tôi cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Hắn uống ngụm rượu rồi nói, có điều hiện tại khai thác mỏ cũng không dễ dàng gì, quốc gia đối với khai thác xét duyệt cũng càng lúc càng nghiêm. Trong Bình Hải không hề có hạng mục mỏ mới được phê, bước đầu định tới Tây Bắc. Chương 2224, giữ khoảng cách 3. Trương Dương nói, tôi tuy rằng không hiểu về làm ăn,
nhưng tôi biết làm bất kỳ chuyện gì cũng phải đi trước người khác, nếu cứ một mực đi theo hướng gió, muốn thành công khẳng định sẽ không dễ dàng. Phu Lam nói, tôi cũng không đồng ý để anh ấy làm vậy, tiền kiếm được bao nhiêu mới tính là nhiều. Có thể là nữ nhân chúng tôi kiến thức ngắn, luôn cảm thấy đủ ăn đủ tiêu là được rồi. Quan trọng nhất là người một nhà có thể ở cùng một chỗ, anh ta muốn tới Tây Bắc khai thác mỏ, về sau chỉ còn lại có hai mẹ con chúng tôi ở nhà, một năm vẫn chưa biết có thể gặp nhau được mấy lần. Trình Viễn nói, nhân lúc còn trẻ, làm thêm mấy năm, kiếm thêm chút tiền, như vậy chúng ta mới có thể về hưu sớm. Phu Lam thở dài nói, hiện tại nghĩ tới lúc trước chẳng thà yên ổn làm công tác ở đơn vị, hiện tại tiền tuy rằng kiếm được nhiều hơn trước đây, nhưng trong lòng luôn cảm thấy không được vững như trước, đúng là hâm mộ những người cầm bát sắt như các anh. Trương Dương bật cười, bát sắt có. Trên đời này nào có cái gì thực sự là bát sắt? Nói là bát sắt, nhưng bưng lên cũng phải thật cẩn thận, vạn nhất lỡ tay sẽ đập vào chân, không khéo ngay cả đường cũng không đi được. Trình Viễn nói, làm gì cũng không dễ dàng. Bọn họ vào sáng sớm ngày hôm sau thì tới Đông Giang, trước khi chia tay Trình Viễn đưa cho Trương Dương một đôi đá chặn giấy, bên trên tảng đá màu nâu đó phủ kín hoa văn hình xoắn ốc màu trắng, thoạt nhìn giống như là những đồng tiền, nhưng lại giống như ốc biển được khảm trong đó. Trình Viễn nói với Trương Dương cái này gọi là đá tiền tài, thật ra là một loại hóa thạch cổ sinh vật, gần đây giá thị trường của loại đá này lên rất cao. Trương Đại Quan Nhân cũng không có nghiên cứu gì về đá. Hắn giữ lại cặp đá này định để sau này có cơ hội thì đưa cho Kiều Lão. Sau khi Trương Dương chia tay vợ chồng Trình Viễn, trực tiếp tới Tống gia, sau khi ấn chuông cửa thì không bao lâu sau nghe thấy giọng nói của Sở Yên Nhiên, nhất định là Trương Dương về rồi. Sau khi cửa lớn mở ra, nhìn thấy Sở Yên Nhiên mặc quần áo thể thao bước về phía hắn. Trương Đại Quan Nhân chạy tới, mỉm cười tiếp nhận cái ôm thâm tình của Sở Yên Nhiên. Hai người tay trong tay đi vào nhà. Lão Thái Thái và Tống Hoài Minh cùng nhau xem tin tức, Liễu Ngọc Oánh và Bảo Mẫu đang bữa sáng. Trương Dương chào mọi người, Tống Hoài Minh cười nói, về rồi à? Trương Dương nói, vừa mới nhận được điện thoại của Tân Hải, chắc hôm nay là phải về. Tống Hoài Minh nói, cậu là bí thư thị ủy Tân Hải, công tác trùng kiến sau thiên tai ở bên đó không thể lơ là, cũng nên về sớm thôi. Trương Dương nói, tôi buổi chiều sẽ về. Margaret ở bên cạnh nói, tôi và Yên Nhiên đi cùng cậu, tôi đã bảo Lâm Tú chuẩn bị cứu tế vật tư cứu tế rồi, cô ta đã mang tới, tôi tới xem tình hình thiên tai bên đó, xem có giúp được gì không. Trương Dương cười nói, bà ngoại, cháu đại biểu cho đảng và chính phủ thành phố Tân Hải cảm tạ hành động nhân ái của bà, sau này cháu định tặng bà danh hiệu thị dân vinh dự. Lão Thái Thái cười nói, tôi cũng không cần vinh dự gì cả. Liễu Ngọc Oánh tới gọi mọi người đi ăn sáng, sau khi ăn xong. Tống Hoài Minh chuẩn bị đi làm, trước khi đi, y gọi Trương Dương tới bên cạnh rồi nói khẽ chuyện của Hương Sơn chuyện thế nào rồi. Trương Dương kể lại tình huống cụ thể gì, Tống Hoài Minh nghe xong thì hai hàng lông mày nhíu chặt, y ngay từ đầu đã tin chắc Văn Quốc Quyền có thể bình yên vượt qua phong ba lần này, có điều không ngờ bởi vì chuyện này mà liên lụy tới nhiều chuyện khác như vậy, thậm chí còn có không ít người chết. Cho rằng phong ba lần này chỉ là bắt đầu, tuyệt đối sẽ không kết thúc như vậy. Tống Hoài Minh cho Trương Dương một đề nghị, Trương Dương, nếu chuyện của Hương Sơn biệt viện đã qua rồi thì cậu an tâm công tác ở Tân Hải đi, tỉnh Lý đã chuyển một khoản tiền lớn để khắc phục thiên tai lần này của Bắc Cảng, rất nhanh sẽ tới nơi, hy vọng những cán bộ Bắc Cảng các cậu người dân sử dụng tốt khoản tiền này, mau chóng đưa người dân Bắc Cảng ra khỏi khốn cảnh. Trương Dương gật đầu nói, Tống, chú cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác trùng kiến. Tống Hoài Minh nói, trọng điểm của công tác trùng kiến là gì? Trương Dương nghĩ nghĩ rồi nói, tôi nghĩ trọng điểm không ở phương diện ở mà là ở tạo dựng lại lòng tin cho người dân, phải để cho trong lòng bọn họ tràn ngập hy vọng, cũng chỉ có như vậy mới có thể khơi dậy tính tích cực của mọi người, mới có thể trên dưới một lòng, toàn lực làm tốt công tác trùng kiến. Tống Hoài Minh mỉm cười gật đầu nói, cậu làm quan nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có chút kinh nghiệm, có câu người được lòng dân thì có thiên hạ, phải để cho người dân coi cậu là người một nhà, cho rằng những cán bộ quốc gia chúng ta thật lòng làm việc cho họ. Cho rằng chúng ta có thể đại biểu cho lợi ích của bọn họ, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể một lòng với chúng ta, khí lực mới có thể hướng tới một cái phương hướng. Đúng rồi, cấp phó thính của cậu đã được phê rồi đó, dành thời gian tới bộ tổ chức một chuyến. Nếu là trước đây thì Trương Đại Quan Nhân khẳng định sẽ ý thức được vì tin tức này, nhưng hiện tại biểu hiện của hắn lại khá bình tĩnh, hắn ý thức được thời kỳ hưng phấn của mình ở trong quan trường đã qua rồi, cho dù là lên chức cũng không thể mang tới sự kích thích cho hắn.
Tống Hoài Minh vỗ vai hắn, nói vỗ vai hắn, nói, biểu hiện cho tốt vào. Đây là sự cổ vũ của lãnh đạo đối với bộ hạ. Trương đại quan nhân chưa bao giờ tham thảo với vị nhạc phụ đại nhân này rằng sĩ đồ của mình nên đi về đâu, từ sau khi Cung Kỳ Vĩ ngộ hại, Tống Hoài Minh hiển nhiên đã thay đổi ước nguyện ban đầu, y cũng không hy vọng Trương Dương tiếp tục mạo hiểm ở Bắc Cảng, y hiểu rõ vị trí của Trương Dương trong lòng con gái, không thể mang hạnh phúc của con gái đi mạo hiểm được. Trương Dương không đi cùng xe với Tống Hoài Minh, ở Tống gia tới 9 giờ thì xuất phát, tới bộ tổ chức tỉnh ủy, bộ trưởng tổ chức, Tiêu Nãi Vượng nghe nói hắn tới thì dừng công tác trong tay để gặp hắn. Nhìn thấy Trương Dương đi vào văn phòng, Tiêu Nãi Vượng cười cười đứng dậy đón, Trương Dương từng cứu tính mạng của cháu trai y, đây là chuyện khi Tiêu Nãi Vượng đang đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Nam Võ. Trương Dương nói, bí thư Tiêu, tôi nghe bí thư Tống nói ngài muốn gặp tôi. Tiêu Nãi Vượng cười nói, không có chuyện gì, gọi cậu tới đây chỉ vì hai chuyện, một là trực tiếp thông chi cho cậu, chức phó thính của cậu đã được phê chuẩn chính thức, phải chúc mừng cậu rồi, theo như tôi biết thì trong lịch sử tỉnh Bình Hải chưa bao giờ có phó thính trẻ tuổi như cậu, năm nay cậu mới 27 tuổi. Trương đại quan nhân nghĩ thầm, tôi mới 25 thôi, có thể nói là trẻ nhất trong phạm vi toàn quốc ấy chứ. Tiêu Nãi Vượng mời hắn ngồi xuống, bảo thư ký pha trà cho hắn, thư ký khi rót trà cho Trương đại quan nhân thì vẻ mặt cũng hâm mộ. Xem người ta lăn lộn giỏi chưa kìa, còn trẻ tuổi như vậy đã lên tới phó thính rồi, mình lăn lộn cả nửa đời người cũng vẫn phải đi theo người khác bưng trà rót nước. Chương 2225, cố kỵ rất nhiều, 1. Trương Dương nói, Bộ trưởng Tiêu, tôi đã 28 tuổi rồi, trên chứng minh ghi rõ mà. Tiêu Nãi Vượng cười nói, xem ra là tôi nhớ lầm rồi, tôi luôn cảm thấy cậu rất trẻ tuổi tốt thật. Trương Dương cười nói, tôi cũng muốn mới 27 tuổi lắm. Như vậy có thể làm quan thêm một năm. Tiêu Nãi Vượng cười ha ha, nói, làm quan có gì tốt? Đây là vây thành, ngoài thành thì muốn tiến vào, trong thành thì muốn đi ra. Trương đại quan nhân nói, vẫn có nhiều người muốn tiến vào hơn, người muốn ra thì không có mấy, chẳng lẽ ngài không nghe nói, có người bởi vì để được làm quan thêm mấy năm mà lặng lẽ sửa lại tuổi trong hồ tịch có, để rồi dựa theo tuổi mà tính thì chưa thành niên đã bắt đầu công tác rồi. Tiêu Nãi Vượng lần này không bật cười. Trong hiện thực quả thực tồn tại tình trạng như vậy. Trương Dương nói, Bộ trưởng Tiêu, ngài vừa rồi nói tìm tôi có hai việc, việc còn lại là gì? Tiêu Nãi Vượng nói, cậu đối với Cung Hoàn Sơn thì có đánh giá như thế nào? Trương đại quan nhân ngây ra một thoáng, sau đó thì bật cười, Bộ trưởng Tiêu à, ngài bảo tôi đánh giá lãnh đạo trực tiếp của tôi, đây hình như không tốt lắm. Tiêu Nãi Vượng nói, có gì không tốt, ăn ngay nói thật, cứ nói ra cái nhìn thực sự của cậu đi. Để cho tôi tham khảo. Trương Dương nói, nếu để tôi đánh giá thì khẳng định tôi sẽ mang theo rất nhiều tình tự cá nhân, khó tránh khỏi sẽ tạo thành đường lầm cho ngài, tôi thà không nói. Nhất định phải nói, Bắc Cảng gần đây xảy ra không ít chuyện, cho nên chúng tôi trong phân công cán bộ làm vô cùng cẩn thận. Trương Dương, không giấu gì cậu, tìm cậu để tìm hiểu tình huống là vì chúng tôi tin tưởng cậu. Căn cứ vào tình huống trước mắt chúng tôi tìm hiểu được thì Hạng Thành tồn tại vấn đề rất lớn. Đồng chí Cung Kỳ Vĩ bị hại có quan hệ trực tiếp với Hạng Thành, thậm chí có thể nói rất nhiều vấn đề xuất hiện ở Bắc Cảng đều có liên quan tới Hạng Thành. Tiêu Nãi Vượng nói tới đây thì tạm dừng một chút, nhìn Trương Dương rồi nói, thật ra cậu đối với chuyện này thì hiểu rõ hơn cả tôi. Trương Dương nói, bất kể Hạng Thành tồn tại bao nhiêu vấn đề thì hắn cũng đã chết rồi, người Trung Quốc chúng ta thường nói cái chết vô đối chứng, cho dù trước đây tồn tại một số manh mối, hiện tại đến chỗ hắn thì đã gián đoạn toàn bộ. Có thể trừ Hạng Thành ra, không ai biết được Bắc Cảng mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra những gì. Tiêu Nãi Vượng nói, vốn tổ chức phái đồng chí Cung Kỳ Vĩ tới Bắc Cảng để tiếp nhận công tác của Hạng Thành. Nhưng không ngờ đồng chí Kỳ Vĩ xảy ra chuyện mất sớm, đây là tổn thất quan trọng của Đảng và quốc gia, thái độ của chúng tôi đối với quần thể cán bộ Bắc Cảng là lấy ổn định chủ, nhưng tuyệt đối không thể trên lựa chọn người dẫn đầu xuất hiện sai lầm. Bắc Cảng trong khoảng thời gian này, bắt đầu từ phó bí thư thị ủy Bắc Cảng Tưởng Hồng Cương, trước sau có bao nhiêu cán bộ xuất hiện vấn đề. Hơn nữa tập trung ở ban thường ủy, đây cũng là sai lầm trong công tác của chúng tôi, trên khảo hạch cán bộ đã xuất hiện hiện tượng sai sót nghiêm trọng, cho nên lần này chúng tôi tuyệt đối không thể để xuất hiện sai lầm nữa. Trương Dương minh bạch rồi, xem ra lãnh đạo tỉnh đối với Cung Hoàn Sơn vẫn mang thái độ hoài nghi, mấy ngày trước bận giải nguy cứu tế, cho nên lâm thời đẩy Cung Hoàn Sơn ra làm người đứng đầu vài ngày, hiện tại tình thế đã dần dần ổn định. Các lãnh đạo đã bắt đầu một lần nữa cân nhắc tới cấu thành ekip lãnh đạo tương lai của Bắc Cảng, có thể nói bên trong một ekip lãnh đạo,
mấu chốt nhất chính là người dẫn đầu, để cung Hoàn Sơn, người có quan hệ chặt chẽ với Hạng Thành đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Bắc Cảng, khẳng định sẽ khiến cho các lãnh đạo tỉnh cảm thấy bất an. Sau khi Bắc Cảng liên tiếp xảy ra chuyện, các lãnh đạo cũng không dám mạo hiểm phân công. Chính sách của chúng tôi đối với cán bộ Bắc Cảng là lấy ổn định làm chủ, nhưng thế cũng không có nghĩa là chúng tôi muốn tiếp tục sử dụng nhân mã của ban lãnh đạo trước kia, đối với những đồng chí tồn tại vấn đề chúng tôi sẽ phân công cẩn thận. Trương Đại Quan Nhân hiện tại xem như đã triệt để minh bạch rồi, đoán rằng cung Hoàn Sơn lần này không lên làm bí thư thị ủy được rồi. Trương Đại Quan Nhân đối với cung Hoàn Sơn trước giờ cũng không có hào cảm gì, cũng chính là gần đây cung Hoàn Sơn đối với hắn đã thay đổi thái độ, mục đích vẫn là để củng cố vị trí của chính hắn. Trương Dương nói, vậy tôi nói vài câu về cái nhìn của tôi nhé. Cung Hoàn Sơn này rốt cuộc có phải thông đồng làm bậy với Hạng Thành hay không thì tôi không biết, nhưng năng lực của hắn cũng không nổi bật gì, lòng ham mê quyền lực thì rất nặng. Trước đây khi Tưởng Hồng Cương làm phó bí thư hắn và Tưởng Hồng Cương tranh đấu với nhau suốt, sau khi Tưởng Hồng Cương rớt đài thì hắn lại nhằm vào đồng chí Cung Kỳ Vĩ, chỉ nói về lòng dạ thì tôi cho rằng người như vậy không thích hợp đảm đương người đứng đầu đảng chính. Tiêu Nãi Vượng gật đầu nói, anh cũng không phải người tôi trưng cầu ý kiến đầu tiên, tôi đã hỏi rất nhiều cán bộ Bắc Cảng, anh đoán được thế nào không? Không ngờ không ai nói tốt cho hắn cả, điều này chứng minh cung Hoàn Sơn bất kể là năng lực hay là kỹ xảo chấp chính đều rất thiếu, một cán bộ như vậy chúng tôi làm sao dám yên tâm giao Bắc Cảng cho hắn? Trương Dương, Bộ trưởng Tiêu, ngài ý tứ của ngài thì cung Hoàn Sơn không lên được rồi. Tiêu Nãi Vượng mỉm cười nói, nếu để cậu bỏ phiếu thì cậu tán thành hay là phản đối? Trương Đại Quan Nhân nói, tôi bỏ phiếu trắng, làm bí thư thị ủy tôi cũng không quan tâm, đối với tôi mà nói thì hướng tầm mắt thấp một chút, trước tiên chỉ nhìn một mẫu ba phân đất của mình, trước tiên làm tốt công tác trùng kiến Tân Hải đã rồi tính, Bắc Cảng quản lý không tốt thì không khéo cứ truy cứu trách nhiệm của bí thư thị ủy Bắc Cảng, nếu Tân Hải không tốt thì các anh sẽ thu hồi cái mũ cánh chuồn của tôi. Cho nên tôi trước tiên cứ quét tuyết trước cửa nhà mình đã. Tiêu Nãi Vượng nói, thằng nhóc cậu, những lời này mà để cho người khác nghe thấy thì khẳng định sẽ nói cậu vô trách nhiệm. Trương Dương nói, tôi cũng có tâm nguyện lớn lắm, cũng hận không thể quản chuyện của toàn Trung Quốc, nhưng tôi mệt chết mệt mới kiếm được cái chức phó thính, tôi cho dù là muốn quan tâm thì cũng nào có quyền lực đó. Tiêu Nãi Vượng nói, Trương Dương, tôi sao cảm giác lần này gặp mặt cậu thì thấy cậu không còn nhiệt tình như ngày xưa nữa. Trương Dương nói, trạng thái của người ta luôn lên xuống thất thường, không thể vĩnh viễn ở trên cao trào mãi được, tôi hiện tại là đang đứng ở thung lũng. Tiêu Nãi Vượng nói, tôi sao không cảm thấy nhỉ, tuổi còn trẻ đã chen chân vào ban thường ủy Bắc Cảng, phó thính cũng vừa mới được phê, lại trở thành rể hiền của bí thư Tống của chúng ta, nhìn từ điểm nào thì cậu hiện tại đều nên là xuân phong đắc ý mới đúng chứ. Trương Dương nói, không dám đắc ý đâu, con người của tôi vừa đắc ý là dễ quên hình. Thôi thì cứ đeo cái đuôi làm người thì thỏa đáng hơn. Thằng cha này nói thì rất thờ ơ, nhưng cuối cùng vẫn chịu không nổi sự tò mò trong lòng, nhỏ giọng hỏi, Bộ trưởng Tiêu, ngài hỏi cả nửa ngày rồi, giờ cũng nên đến tôi hỏi một lần chứ. Chương 2226, Cố Kỵ rất nhiều, 2. Tiêu Nãi Vượng mỉm cười nói, cậu muốn hỏi gì? Thật ra y đã đoán được đại khái. Trương Đại Quan Nhân nói, cái đó, ngài để lộ chút cho tôi đi. Ban lãnh đạo rốt cuộc định chọn vị cao nhân nào tới Bắc Cảng tiếp nhận vị trí của Hạng Thành. Tiêu Nãi Vượng nói, người này cậu cũng quen, trước đây cũng từng có qua lại. Trương Dương nói, Bộ trưởng Tiêu, ngài đừng thừa nước đục thả câu nữa. Tiêu Nãi Vượng cười nói, cậu nói như vậy tôi cũng nên bán bỏ quan rồi, cậu tự đoán đi. Trương Đại Quan Nhân đa đô óc xoay chuyển, nói khẽ chẳng lẽ là thị trưởng Lam Sơn Thường Lăng không? Tiêu Nãi Vượng cười ha ha. Không ngờ Trương Dương thoáng cái đã đoán chúng, y gật đầu nói, là bí thư Tống nói với cậu à. Trương Dương nói, ông ta không hề nhắc một chữ nào tới chuyện này, thật ra chuyện này cũng không khó đoán, nếu không phải là từ trên trời rơi xuống mà chọn từ trong cán bộ cấp thành phố của Bình Hải. Ngài còn nói tôi quen, nghĩ tới nghĩ lui, người đủ tư cách và có năng lực được các lãnh đạo coi trọng và cũng chỉ có Thường Lăng không. Tiêu Nãi Vượng nói, chuyện này vẫn chưa tuyên bố ra ngoài, cậu nhất định phải giữ nghiêm bí mật. Cậu và đồng chí Lăng không đều thuộc loại cán bộ trẻ tuổi xuất sắc, giữa các cậu câu thông chắc không tồn tại vấn đề gì. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi kém hơn hắn cả 10 tuổi đó, có điều câu thông chắc khẳng định không thành vấn đề, huynh đệ của hắn trước đây là sư gia của tôi, quan hệ của chúng tôi vẫn luôn không tồi. Tiêu Nãi Vượng nói, lần này đồng chí Lăng không chủ động xin đi giết giặc muốn tới Bắc Cảng công tác, hắn đối với cái chết của đồng chí Cung Kỳ Vĩ thì rất đau lòng,
tôi và Bí thư Tống cũng nói với hắn rồi, tố chất của đồng chí Lăng không khá cứng rắn, chúng ta cũng mang kỳ vọng rất lớn đối với hắn. Trương đại quan nhân cười nói, thật ra tố chất của tôi cũng khá cứng rắn, vì sao lãnh đạo không cân nhắc một chút, đặc biệt đề bạt tôi. Tiêu Nãi Vượng nói, làm quan phải bước lên từng bước, chuyện một bước lên trời không có đâu. Trương Dương nói, Bộ trưởng Tiêu yên tâm, bất kể anh tới Bắc Cảng làm người đứng đầu thì tôi cũng sẽ phối hợp công tác tốt với hắn. Tiêu Nãi Vượng nói, Trương Dương, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, cậu lại từng cứu cháu tôi đối với cậu trước giờ đều là có gì nói đấy. Trương Dương, Bộ trưởng Tiêu cứ chỉ giáo. Tiêu Nãi Vượng nói, cậu và con gái của Bí thư Tống đã đăng ký kết hôn rồi, về sau cậu làm việc không chỉ đại biểu cho bản thân cậu, trên ý nghĩa nào đó thì cũng đại biểu cho Bí thư Tống. Trương đại quan nhân lắc đầu như đánh trống bỏi, tôi không đại biểu được, tôi chính là tôi, liền đại biểu cho bản thân tôi. Tiêu Nãi Vượng nói, bất kể cậu muốn hay không thì về sau trên người cậu sẽ bao phủ vầng sáng là con rể Bí thư tỉnh ủy. Vầng sáng này có thể mang đến cho cậu một số lợi thế, nhưng cũng sẽ mang đến cho cậu rất nhiều sự bất tiện. Cậu làm ra thành tích thì người khác sẽ cho rằng là Bí thư Tống chiếu cố. Cậu nếu phạm sai lầm thì người hữu tâm sẽ anh sai lầm của cậu để tiến hành công kích Bí thư Tống. Cho nên cậu về sau làm việc nhất định phải khiêm tốn cẩn thận. Tôi không phải nói phương pháp làm việc trước đây của cậu có gì sai. Mà là giờ đã khác xưa rồi, làm việc không chỉ phải nghĩ tới mình, còn phải nghĩ tới liệu sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào cho người bên cạnh nữa. Trương Dương biết Tiêu Nãi Vượng nói những lời này với nói tuyệt đối là chân thành, y cũng muốn tốt cho mình nên mới nói vậy, quả thực mình hiện tại và Sở Yên Nhiên trên pháp luật đã chính thức là vợ chồng, hành động ngôn hành của hành động khẳng định sẽ làm người ta tự chủ được mà liên hệ với Tống Hoài Minh. Trương đại quan nhân thở dài, tôi bỗng nhiên có cảm giác như tay chân bị trói buộc. Tiêu Nãi Vượng nói, đạo lý của quan trường chính là đạo lý sinh tồn trong khe hở, làm sao có thể thoải mái lướt đi trong khe hở mới là cảnh giới tối cao của đạo làm quan. Tương lai cậu sẽ minh bạch thôi. Trương đại quan nhân nói, trên đời này không thể chỉ tồn tại một loại đạo lý, một chuyện như nhau, người bất đồng sẽ có cách giải quyết khác nhau, có người làm được cầu sinh trong kẽ hở, có người thì căn bản lại làm được. Tiêu Nãi Vượng nói, không làm được thì phải có bản sự phá núi rời biển, gặp núi thì mở núi, gặp nước thì bắc cầu. Trương đại quan nhân nói, quan trường đúng không phải là nơi dành cho kẻ đần. Tiêu Nãi Vượng nói, khi cậu cảm thấy thế giới đáng ghét, thì đổi một góc độ khác để nhìn nó, cậu sẽ một lần nữa phát hiện chỗ đáng yêu của nó. Trương đại quan nhân nói, trong quan trường chỉ có hai góc độ. Hai góc độ ư? Đúng vậy, nhìn xuống và nhìn lên, rất đơn điệu. Tiêu Nãi Vượng nghĩ đạo lý trong đó, không khỏi bật cười, lời nói vẫn rất có triết lý. Lão sư trong lòng Trương đại quan nhân là Cố Doãn Chi. Mỗi khi hắn không nhìn rõ phương hướng đều sẽ dành thời gian tới chỗ Cố Doãn Chi, kể lại sự hoang mang trong lòng cho y nghe, để Cố Doãn Chi chỉ điểm bến mê. Lần này hắn cũng không ngoại lệ, vẫn dành thời gian tới chỗ Cố Doãn Chi một chuyến. Trương Dương bất ngờ là, tới biệt thự ở ven hồ Hà Hà thì cửa đóng chặt, chủ nhân không có ở nhà, chỉ có một người giúp việc phụ trách trong nhà, sau khi hỏi qua mới biết cả nhà Cố Doãn Chi đi du lịch rồi, nghe nói lần này đi chắc phải hơn một tháng. Trương Dương nghĩ thấy cũng có chút kỳ quái, trước đó không hề nghe Cố Dưỡng Dưỡng nói qua, lúc này mới nhớ tới Cố Dưỡng Dưỡng đã một đoạn thời gian rồi không gọi điện thoại cho hắn, nhớ tới mối tình thắm thiết của cô gái nhỏ này đối với mình, Trương đại quan nhân trong lòng không khỏi nảy sinh một số tư vị phức tạp. Cố Doãn Chi không có nhà, Trương đại quan nhân cũng không về như vậy, tới công trường chùa Thu Hà, có thể là hắn hôm nay ra ngoài không xem lịch, Hòa Thượng Tam Bảo không ngờ cũng không ở công trường. Có điều pháp sư thì vừa hay có ở đó. Ông ta và Trương Dương cũng rất thân nhau, đối với Trương Dương cũng vô cùng khách khí, mỉm cười nói với Trương Dương, Trương thí chủ đến tìm Tam Bảo à? Trương Dương nói, vừa hay đi ngang qua, cho nên đặc biệt tới thăm, thuận tiện bái phỏng đại sư. Tuệ không nói, Tam Bảo tới Bắc Cảng rồi, vốn chúng tôi định cuối tháng tới Tĩnh Vân tự giảng, nhưng Bắc Cảng gặp sóng thần, chùa chiền bên đó cũng bị phá hủy, cho nên chuyện này bị trì hoãn. Tôi bảo Tam Bảo tới xem tình huống. Trương Dương nói, Bắc Cảng lần này gặp tai họa rất nặng, có điều đảng và chính phủ cũng ủng hộ chúng tôi rất lớn, chúng tôi nhất định có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn này. Tuệ không mỉm cười nói, tôi cũng tin các anh có thể làm được. Tuệ không dẫn Trương Dương đi xem tiến triển phục kiến chùa Thu Hà, ở công trường Trương Dương bất ngờ gặp được cha của Tần Thanh, Tần Truyền Lương lần này là đặc biệt từ Giang Thành tới, lúc trước ông ta hiệp trợ phục kiến chùa Thu Hà. Cũng bỏ không ít thời gian ở đây,
hiện tại tuy rằng đã trở về Giang Thành dưỡng lão, nhưng vẫn nhớ công tác bên này, hai ngày trước lấy cớ đi du lịch giải sầu quay lại, vừa tới đã đến công trường làm việc nghĩa. Chương 2227, cố kỵ rất nhiều, 3. Trương Dương nhìn thấy Tần Truyền Lương đang chỉ huy công nhân tu bổ đại điện, không khỏi cười nói, chú Tần, chú tới đây từ lúc nào vậy? Tần Truyền Lương nghe thấy giọng nói của Trương Dương, xoay người nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra nụ cười, cũng có vài phần xấu hổ, ông ta tới trước mặt Trương Dương, tôi ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm cho nên tới đây giải sầu. Trương Dương nói, giải sầu hay là làm việc tình nguyện? Chị Thanh có biết hay không? Tần Truyền Lương rất khẩn trương nói về Trương Dương với P. Trương Dương, chuyện này cậu trăm ngàn lần đừng có nói cho nó biết, tôi thực sự là nhàn tới chán quá, nó hiện tại ra nước ngoài học, đừng có để nó lo lắng thêm. Trương Dương nói, chú yên tâm, chuyện này cháu sẽ coi như là không thấy. Trong lòng lại có chút hổ thẹn, Tần Thanh không phải ra nước ngoài học, căn bản là vụng trộm sinh con cho mình, Tần Truyền Lương chính là nhạc phụ đại nhân của mình, ngẫm lại thấy mình cũng quá vô sỉ rồi. An ngữ thần, Tần Thanh đều đã sinh hoặc là đang mang cốt nhục của mình, nhưng mình lại ngại thân phận, không thể cho họ danh phận, đối với những đối với này thật sự là có chút bất công, nhưng nếu chuyện này lộ ra, đối với Yên Nhiên thì lại là rất bất công, cái khác không nói, chỉ cần một đám nhạc phụ này cũng không thể đáp ứng cho mình đối đãi với con gái họ như vậy. Tần Truyền Lương mời Trương Dương tới uống trà dưới tán cây, đề tài của ông ta tất nhiên không rời khỏi con gái, gần đây có liên hệ với Tiểu Thanh không? Trương đại quan nhân giả vờ giả vịt nói, hai ngày trước vừa nói chuyện với nhau. Trên thực tế hắn và Tần Thanh cơ hồ mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại, trước mắt bụng của Thanh Mỹ Nhân đã to đùng rồi, thai nhi cũng rất bình thường, bước đầu chẩn đoán là con gái. Tần Thanh vô cùng vui vẻ, hiện tại ở trong biệt thự của An Ngữ Thần ở Thụy Sĩ, An Ngữ Thần đối với cô ta cũng chiếu cố rất chu đáo, giải quyết tất cả vấn đề về thân phận của thai nhi, thế giới này rất thực tế, ở phương Tây lại càng như vậy. Cơ hồ là không có tiền thì chẳng làm được gì. Tần Truyền Lương nói, tôi đến bây giờ vẫn không hiểu nổi lựa chọn của Tiểu Thanh, làm đang tốt vì sao lại muốn vứt bỏ sự nghiệp. Trương Dương mỉm cười nói, thật ra cháu cũng hiểu lựa chọn của chị Thanh, ở trong quan trường càng lâu thì lại càng cảm nhận được sự phức tạp của quan trường một cách rõ ràng. Đây là một nghề nghiệp đòi hỏi tố chất tâm lý, người không có tâm tạng cường đại thì không thích hợp tồn tại trong quan trường. Tần Truyền Lương nói, dã tâm càng lớn thì áp lực phải thừa nhận cũng càng lớn, áp lực là do mình tạo ra, theo tôi thấy, các anh làm một cán bộ cấp khoa nho nhỏ cũng được, làm cán bộ cấp thính cũng được, không có gì khác nhau cả. Trương Dương cười nói, trên đời đa số người không cho rằng như chú đâu, có điều hiện tại cháu xem như đã hiểu rồi, làm thính trưởng chưa chắc đã khoái hoạt hơn so với làm khoa trưởng. Tần Truyền Lương nói, làm quan cũng được, nghiên cứu học vấn cũng được. Cái theo đuổi không gì ngoài một loại cảm giác được công nhận, hy vọng người khác sẽ khẳng định giá trị của anh, hy vọng thông qua thành tích đã làm ra để chứng minh năng lực của bản thân. Các anh tuy rằng trẻ tuổi, nhưng rồi cũng sẽ có ngày phải già đi, cho nên tôi cho các anh một đề nghị, đừng bức mình gắt quá, đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Trương Dương gật đầu. Tần Truyền Lương nhìn chùa Thu Hà đã có quy mô ban đầu, nói khẽ, một đoạn thời gian không tới, chùa Thu Hà này đã thay đổi rất nhiều. Chờ tôi lần sau tới nữa, chắc hẳn chùa Thu Hà đã xây xong rồi. Ông ta tạm dừng một chút rồi lại nói, không biết khi đó Tiểu Thanh đã về chưa? Trương Dương nói, cháu hình như nghe chị ấy nói cuối năm sẽ về. Cuối năm Tần Thanh chắc đẻ xong rồi, đến lúc đó có trở về hay không thì, Trương Đại Quan Nhân nói như vậy chỉ để an ủi Tần Truyền Lương. Tần Truyền Lương nói, tôi không phải muốn nó về, thật ra chỉ cần nó sống vui thì sống ở đâu cũng được. Người làm cha làm mẹ không mong có thể ở bên con cả đời, tôi hiện tại đã hiểu được một chuyện, phải tôn trọng lựa chọn của con cái, bất kể nó lựa chọn sống như thế nào, chỉ cần là nó cam tâm tình nguyện thì chúng tôi chỉ có chỉ chúc phúc cho nó. Trương Đại Quan Nhân luôn cảm thấy trong lời nói của Tần Truyền Lương có ẩn ý, chắc là ông ta đã nhìn ra mình và Tần Thanh có gì đó với nhau, có lẽ cũng đã đoán được gì đó nhưng không nói ra, chẳng lẽ vị nhạc phụ đại nhân này đã ngầm đồng ý tư tình của hắn và Tần Thanh. Những lời này rõ ràng đang ám chỉ, để mặc cho họ yêu nhau chỉ cần hạnh phúc là được rồi. Trương Đại Quan Nhân nhìn Tần Truyền Lương, hắn sẽ không chủ động thừa nhận quan hệ của mình và Tần Thanh, cười nói chú Tần đúng là thoáng thật. Tần Truyền Lương nói, con cái lớn rồi, người làm cha mẹ cũng không quản được, cũng chỉ có thể thoáng thôi. Trương Đại Quan Nhân nghe vậy thì mặt nóng lên, hắn nhớ tới mình và Sở Yên Nhiên buổi chiều còn phải trở về Tân Hải, vội vàng cáo từ Tần Truyền Lương. Trương Dương và Sở Yên Nhiên cùng Margaret buổi chiều từ Đông Giang đi, vừa ly khai Đông Giang không lâu thì trời đã đổ mưa to,
lão thái thái ngủ ngon lành ở ghế sau, Trương Dương thì phụ trách lái xe, trời mưa quá lớn, Sở Yên Nhiên thỉnh thoảng nhắc nhở hắn phải lái chậm lại, thậm chí đề xuất muốn lái xe thay hắn. Trương đại quan nhân nói, Yên Nhiên à, chúng ta không thể dùng con mắt cũng để nhìn người được, hiện tại trình độ lái xe của anh so với ngày trước thì hơn nhiều rồi, nói sao cũng có thể tính là bán chuyên nghiệp đó. Sở Yên Nhiên nói, đừng có bốc phét, với trình độ lái xe của anh, em thực sự không yên tâm. Trương Dương nói, tốt xấu gì anh cũng từng tự lái xuyên tạng một chuyến, chúng ta đừng nhìn người qua khe cửa hẹp có được không? Sở Yên Nhiên nói, anh lợi hại, có điều anh lái xe tới Tây Tạng làm cái gì? Không quản ngàn dặm xa xôi như vậy, rốt cuộc là cái gì đã thúc đẩy anh làm như vậy? Trương đại quan nhân nhất thời nghẹn lời, lúc ấy là để cứu An Ngữ Thần nên mới tới, mình lỡ lời để lộ ra chuyện này rồi. Có điều sơ hở của Trương đại quan nhân thật sự là rất nhiều, Sở Yên Nhiên trợn mắt lườm hắn, cô ta cũng lười đi so đo với hắn, thật ra nếu đòi ngửa bài với hắn, có 3 ngày 3 đêm cũng không xong. Sở Yên Nhiên nói, em nghe nói anh hiện tại đã thăng lên làm thính rồi. Trương Dương cười nói, ít nhiều cũng nhờ sự quan tâm chiếu cố của Bí Thư Tống đối với anh. Sở Yên Nhiên nói, anh thực sự định đi tới điểm đen trên con đường này ư? Cái gì gọi là điểm đen? Anh là đi trên đường rộng thênh thang, là con đường quang minh. Sở Yên Nhiên nói, dẹp đi, từ khi anh tới Tân Hải thì chuyện ùn ùn kéo tới, đồng chí Trương Dương, lăn lộn trên quan trường hình như không được đắc ý lắm thì phải. Trương Đại Quan Nhân nói, cũng tạm tạm. Phùng Má Giả làm người mập chính là lọ ai người như anh đó, em nhớ rõ lúc trước có người nói sau khi chuyện của Tân Hải kết thúc thì sẽ rời khỏi sân khấu chính trị. Trương Đại Quan Nhân nói, anh nói. Sở Yên Nhiên nói, Bí Thư Thị ủy Tân Hải cũng lên làm rồi, Phó Thính cũng được giải quyết rồi, Ban Thường ủy thành phố Bắc Cảng cũng vào rồi, phải chăng lại có dã tâm mới? Trương Dương nói, không có dã tâm gì cả, ở trong quan trường lăn lộn mấy năm, anh cũng chán ghét sự đấu đá trong đây rồi. Hơn nữa anh hiện tại đã thành con rể của Bí Thư Tống, trong mắt người khác, anh làm tốt đến mấy cũng là nhờ được chiếu cố, anh nếu gây ra chuyện thì chính là làm mất mặt Bí Thư Tống, về sau con đường làm quan này càng làm càng khó. Sở Yên Nhiên nói đi nói lại thì là trách cha em. Trương Dương nói, anh không hề có ý trách ông ấy, anh là nói thực tế thôi. Sở Yên Nhiên nói, nếu đã nhận thức được sự tàn khốc của hiện thực thì hay là mau chóng lạc đường thì quay lại đi, Trương Dương. Cho mình nghỉ ngơi, em dẫn anh tới đảo thần miếu chơi, em bảo đảm, tới nơi đó rồi, anh khẳng định sẽ vui đến quên cả trời đất. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha, nói, cô bé, đang quanh co lòng vòng mắng anh là Lưu Thiện à. Lưu Thiện thì sao, Lưu Thiện còn là vua của một nước, một phó thính như anh được so sánh với cấp chính quốc thì rõ ràng là sự vinh hạnh của anh. Trương Đại Quan Nhân nói, còn có một điểm anh không bằng người ta, hậu cung của Lưu Thiện có tới 3.000 mỹ nữ. Sở Yên Nhiên nói, biết anh tâm địa gian dảo mà. Trên đường tuy đi rất chậm, nhưng hai người đấu võ miệng cũng rất vui vẻ. Khi tới Giang Thành thì trời đã tối rồi, Margaret cũng tỉnh lại, bà ta bỗng nhiên có ý định, muốn tới núi Thanh Đài thăm lão bằng hữu Trần Sùng Sơn. Mưa vẫn chưa ngớt, dưới tình trạng thời tiết như vậy mà chạy tới Tân Hải thì ít nhất cũng phải mất thêm 3 tiếng đồng hồ nữa, Trương Dương đề nghị tới Giang Thành ở tạm, có lên núi Thanh Đài hay không thì để xem ngày mai tình huống thời tiết thế nào. Trương Dương dẫn họ đi ăn cơm, sau đó thì trực tiếp lái xe tới biệt thự nhà gỗ ở Hồ Nam, từ sau khi Trương Dương rời khỏi Giang Thành, căn biệt thự này đa số thời gian đều là để không, hồ nhân như tìm chuyên gia giữ gìn và chăm sóc, cho nên nơi này mới không bị cũ kỹ. Sở Yên Nhiên và Margaret cũng không phải là lần đầu tiên tới đây, 3 người hàn huyên một lát trong phòng khách thì Margaret đi ngủ trước. Trương Dương và Sở Yên Nhiên người tới thì tới ban công tầng 2, đứng đó nhìn Hồ Nam ở xa xa. Gió đêm mang theo cảm giác mát mẻ, biểu thị mùa thu trong bất chi bất giác đã đến rồi, mưa không biết đã tạnh từ lúc nào, sao trên trời sáng ngời. Chương 2228, cố kỵ rất nhiều, 4. Trương Dương từ phía sau ôm Sở Yên Nhiên vào trong lòng, mũi hít mùi hương trong mái tóc ướt của cô ta, nói khẽ tối nay chúng ta cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại, thoải mái ngủ với nhau rồi. Sở Yên Nhiên lại nói, không được, anh ngủ phòng anh, em ngủ phòng em. Trương Dương nói, đã đăng ký kết hôn rồi, chính là vợ chồng hợp pháp, đại biểu hai ta có quyền ngủ chung giường, chẳng ai nói được gì cả. Vẻ mặt Sở Yên Nhiên có chút ngượng ngùng, nhưng bà ngoại em ở đây. Trương Đại Quan Nhân cười nói, bà ngủ ở dưới lầu, chúng ta ngủ ở trên lầu, làm gì bà cũng không biết đâu. Sở Yên Nhiên nói, anh đáng ghét lắm,
trong đầu chỉ nghĩ tới việc này thôi, anh lâu như vậy không gặp em. Chẳng lẽ không có gì muốn nói với em có? Có nghĩ tới chúng ta sẽ thiết kế hôn lễ như thế nào? Có nghĩ tới anh lúc nào mới có thể thoát khỏi cảnh công tác bận rộn? Có nghĩ tới? Không đợi Sở Yên Nhiên hỏi xong, Trương Đại Quan Nhân đã bế thốc cô ta lên, Sở Yên Nhiên hô khẽ, ôm cổ hắn. Trương Đại Quan Nhân hôn phớt qua môi Sở Yên Nhiên, sau đó nói, anh hiện tại chỉ nghĩ đến hưởng thụ quyền lợi của anh như thế nào. Em là vợ anh, đừng có hỏi nhiều như vậy, em tối nay chỉ phải làm có một việc, chính là làm tốt nghĩa vụ của một người vợ. Bọn họ đang lúc trẻ tuổi, lâu ngày gặp lại, tất nhiên là đầy hăng hái, Trương Đại Quan Nhân đối với Sở Yên Nhiên vừa mới trở thành kiều thê của mình, tất nhiên là hạ hết công phu ôn nhu, khiến cho Sở Yên Nhiên thở hổn hển, luôn miệng xin tha. Mấy độ xuân tình đi qua, thân thể mềm mại của Sở Yên Nhiên tựa vào trong lòng Trương Dương, tứ chi của hai người vẫn quấy lấy nhau, Sở Yên Nhiên hai mắt ôn nhu như nước, thâm tình nhìn Trương Dương, đúng là không chịu nổi anh. Anh đó, rốt cuộc có phải làm bằng sắt hay không? Trương Đại Quan Nhân cười nói, anh đơn giản là sức khỏe tốt, ở phương diện nào đó thì yêu cầu hơi nhiều một chút, cái này không tính là khuyết điểm chứ. Sở Yên Nhiên nói, cho dù anh là người làm bằng sắt thì cũng có một ngày bị hút sạch. Trương Đại Quan Nhân nói, đừng quên anh không phải người bình thường, anh là từ triều đại tùy tới. Úi, Sở Yên Nhiên thình lình nhéo lỗ tai hắn, triều đại tùy này, anh thực sự coi mình là văn vật ư. Trương Đại Quan Nhân nói, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Vì sao khi anh nói thật thì em luôn không tin? Sở Yên Nhiên ôm chặt hắn, anh là người cổ đại cũng được, người ngoài hành tinh của được, tóm lại em đã gả cho anh thì sẽ ở với anh cả đời, anh đi đâu thì em đi đó. Anh đừng hòng chạy thoát. Trương Đại Quan Nhân nói, anh đã bao giờ muốn chạy đâu. Em cho anh chạy anh cũng không chịu. Sở Yên Nhiên nói, đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai còn cùng bà ngoại lên núi Thanh Đài. Trương Dương nói, xem thời tiết thế nào đã rồi tính. Trời đẹp, trận mưa vào buổi chiều hôm ấy thì ngừng lại, ngày hôm sau không mưa, sáng sớm Lão Thái Thái đã dậy, Trương Dương và Sở Yên Nhiên tuy rằng đã đăng ký kết hôn, nhưng dù sao cũng chưa chính thức tổ chức nghi thức. Cho nên hai người vẫn chú ý tỉ hiềm, Trương Dương nửa đêm lẻn về phòng của mình ngủ, hắn thức dậy còn sớm hơn Lão Thái Thái, khi Margaret ra bên ngoài, nhìn thấy Trương Dương đang đánh quyền trên bãi cỏ thì không khỏi cười nói, cậu luyện công cũng chịu khó nhỉ. Trương Đại Quan Nhân nói, luyện công phải kiên trì, nếu ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng thì không thể nào thành được. Margaret nói, cậu đối với Yên Nhiên cũng phải bảo trì loại tinh thần kiên trì này, như vậy tôi mới an tâm. Trương Đại Quan Nhân cười nói, bà ngoại, bà yên tâm, cháu nhất định sẽ khiến hạnh phúc hạnh phúc. Margaret nhìn đồng hồ, đã là 5:30 sáng, bà ta nhìn cửa sổ phòng Sở Yên Nhiên vẫn chưa dậy à, con bé này không ngờ ham ngủ thế, đã nói là sáng sớm lên núi Thanh Đài mà. Trương Đại Quan Nhân đương nhiên biết Yên Nhiên vì sao đến bây giờ vẫn chưa dậy, tối hôm qua hai người triền miên cả nửa đêm, Sở Yên Nhiên sao có thể so với tố chất thân thể của mình, cô bé chắc bị dày vò quá. Muốn dậy sớm chắc hơi khó, hắn cười nói có thể là đi đường mệt quá, để cháu đi gọi. Trương Dương Sở Yên Nhiên ngoài phòng Sở Yên Nhiên, cửa phòng không hề khóa, hắn mở cửa phòng đi vào, nhìn thấy người ấy vẫn đang ngủ say, cười, đi tới, vươn tay ra vỗ lên cắp ngựa co giãn kinh người của Sở Yên Nhiên nói mê, đừng. Trương Dương người cười, đừng cái gì, mặt trời lên cao rồi, dậy đi thôi. Sở Yên Nhiên lúc này mới mở mắt. Chớp chớp nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm môi nói, đáng ghét, người ta mệt quá. Đều tại anh, dày vò người ta cả một đêm. Trương Đại Quan Nhân hôn lên mặt cô ta, bà ngoại đang chờ ở bên ngoài kia kìa, đã nói là sẽ lên núi Thanh Đài rồi, em đừng để lão nhân ra phải đợi lâu. Sở Yên Nhiên thở dài, lát nữa anh lái xe. Được, chỉ cần em thích thì anh sẽ làm lái xe cho em cả đời. Ba người ăn sáng đơn giản rồi xuất phát tới núi Thanh Đài. Hiện tại từ Giang Thành tới núi Thanh Đài đã xây đường cao tốc, đường trước đây phải đi mất gần 2 tiếng đồng hồ, hiện tại chỉ cần không đến 40 phút. Trương Dương trực tiếp lái xe tới bãi đỗ xe của Thác Bôn Long, đến nơi thì là 7:30, đi lên nữa thì phải đi bộ, Margaret đi được vài bước thì thở hổn hển. Trương Đại Quan Nhân chủ động cõng bà ta, Lão Thái Thái cũng không khách khí với thằng cháu rể này, dù sao với sức khỏe của bà ta thì cũng không thể trèo lên được tới đỉnh Thanh Vân. Hải đi qua Thanh Vân Trúc Hải thì nhìn thấy khu vực ngoại cảnh đã được đổi mới hoàn toàn, đường đi thông tới Thanh Vân Trúc Hải bị lưới sắt chặn lại, Trương Đại Quan Nhân vốn cho rằng đây là xuất phát từ bảo hộ cảnh quan,
nhưng đi thêm về phía trước thì bị hai nhân viên công tác cản lại, "Ê, đồng chí, mua vé đi." Trương đại quan nhân vừa nghe vậy thì nhíu mày, núi Thanh Đài này có bán vé thì không sai, nhưng chỉ giới hạn trong cảnh khu khai phá đã hoàn thiện, vùng này trước đây chưa bao giờ có thu vé. Trương Dương nói, "Chúng tôi lên núi thăm người thân." Hai người trẻ tuổi gác cửa nói, "Lên núi thì phải mua vé." Sở Yên Nhiên lấy ví ra chuẩn bị mua vé thì Trương đại quan nhân cản lại, "Các anh là người của đơn vị nào?" "Nhà của tôi ở trên núi, tôi về nhà còn phải mua vé à?" Tên thanh niên cao trong đó nói, "Giấy tờ của anh đâu?" "Tôi bảo này, anh lớn vậy rồi, mua ba cái vé cũng tiếc à?" Trương đại quan nhân thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, thằng cha này có mắt không tròng rồi, không ngờ không biết mình là ai. "Lão tử tiếc ba cái vé à? Lão tử là không nuốt trôi được cục tức này, khai phá du lịch núi Thanh Đài chính là một tay tôi làm, là người tạo phúc một phương. Hiện tại quay lại tìm quay lại thăm người thân mà còn thu vé vào cửa của tôi, thế này con mẹ nó không phải phản rồi sao?" Sở Yên Nhiên nói, "Các anh nói gì vậy? Các anh thu vé vào cửa đã được quốc gia phê chuẩn chưa? Có thủ tục chính quy không?" Thanh niên cao nói, "Liên quan gì tới cô? Một nữ hài tử xinh đẹp học gì không học, lại học người ta trốn vé, tôi không muốn nói chuyện với cô." Với tính tình của Trương đại quan nhân trước đây thì đã sớm tát cho hắn một phát rồi. Nhưng hôm nay tâm tình của hắn không tồi, không định so đo với đám người bình thường này. Margaret có chút tức giận, chỗ nào cũng bắt mua vé vào cửa, đến núi Thanh Đài cũng thu vé, phong cảnh danh thắng của nơi này đều là của quốc gia, nhân dân là chủ nhân của quốc gia, về nhà còn phải mua vé, đúng là chuyện lạ đó đây. Một gã thanh niên khác cười nói, "Lão nhân gia à, bà cũng không phải là người Trung Quốc, người nước ngoài cũng phải mua vé, có điều bà lớn tuổi rồi, được giảm giá." Sở Yên Nhiên nói, "Đơn vị thượng cấp của các anh là đơn vị nào?" Thanh niên đó nói, "Chính phủ xã Hắc Sơn Tử, ban quản lý phong cảnh núi Thanh Đài." Sở Yên Nhiên cố ý nói, "Xã Hắc Sơn Tử à, các anh biết Trương Dương không?" Hai người liếc mắt nhìn nhau, thanh niên cao nói, "Trương Dương à, cô là nói cán bộ Trương Dương từ xã Hắc Sơn Tử của chúng tôi đi ra, hiện tại đảm nhiệm chức bí thư thị ủy Tân Hải ư?" Sở Yên Nhiên gật đầu, cười khanh khách nhìn Trương Dương. Hai người đồng thời nói, "Sao lại không biết, anh ta chính là một vị quan tốt, khu phong cảnh núi Thanh Đài chúng tôi nếu không có anh ta thì sẽ không phát triển tới quy mô hiện tại. Nếu nói có người có thể được miễn phí vé thì bí thư Trương chính là một trong số đó." Margaret đứng bên cạnh nghe không nhịn được liền bật cười, không ngờ quan thanh của Trương Dương cũng không tệ lắm. Trương đại quan nhân nghe mà mặt mày hớn hở. Sở Yên Nhiên nói, "Anh ta chính là Trương Dương, các anh không biết à?" Hai thanh niên nhìn Trương Dương từ trên xuống dưới, lúc này mới đối chiếu Trương Dương với nhân vật truyền kỳ trên TV, sau khi nhận ra Trương Dương thì hai người lập tức thay đổi thái độ, thanh niên cao liên tục xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi thực sự không nhận ra, xin lỗi. Trương đại quan nhân lắc đầu, hắn cũng lời nhiều lời với hai nhân viên quản lý này, cõng Margaret đi lên đỉnh Thanh Vân, tiến vào trong đó mới phát hiện phí là một bộ phận trúc hải, ngoài ra còn có một con đường nhỏ có thể đi thông tới đỉnh Thanh Vân. Có điều du khách rất ít đến đây, nơi này có độ cao so với mặt biển rất cao, địa thế hiểm trở, đồng bộ du lịch chưa hoàn thiện, còn có một nguyên nhân chắc chính là bị thu, vé vào Thanh Vân Trúc Hải và đỉnh Thanh Vân không ngờ là 30 đồng. Chương 2229, Phong Đạm Vân Khinh 1. Trương đại quan nhân không khỏi nhớ tới Trần Tuyết, không biết cô ta vào ngày nghỉ về nhà, đi qua nơi này liệu có bị thu phí hay không, loại tình trạng phí lung tung này ở cảnh khu mới khai phá là rất thường thấy. Loại hiện tượng này nếu liên tục tiếp diễn, trường kỳ bất quy phạm rất có thể sẽ ảnh hưởng tới thị trường du lịch vừa mới hình thành, sẽ tổn hại tới phát triển kinh tế lâu dài của địa phương. Khi cách Tử Hà Quan, nhìn thấy cửa lớn của Tử Hà Quan cũng đặt một cửa thu vé, không biết là có bọn họ tới quá sớm hay không, ở cửa không nhìn thấy du khách, tất nhiên cũng không có nhân viên soát vé. Lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa đứng ở cửa lại đang lắc la lắc lư, nhìn thấy Trương Dương thì hơi có chút mừng rỡ, cười ha ha ra đón, "Trương Dương, cậu đã lâu lắm rồi không tới." Sở Yên Nhiên ông ta cũng quen, mỉm cười chào hỏi rồi sau đó mời Trương Dương vào trong đạo quan ngồi. Trương đại quan nhân nói, "Có phải mua vé không? Thằng cha này có chút sắp tâm cố ý." Lão đạo sĩ bị hắn hỏi cho có chút sửng sốt, sau đó thì hiểu ý, cười ha ha, nói, "Mua vé cái gì, cửa soát vé và trạm bán vé đều là chính phủ xã xây, nói là muốn đẩy mạnh kinh tế của cảnh khu, vốn Tử Hà Quan này của tôi khách hành hương tới đã ít rồi. Cứ như vậy, một ngày cũng khó mà nhìn thấy được một bóng người,
nhưng nói chung cũng không sao cả, đối với tôi cũng không có tổn thất thất gì, chính phủ xã hàng năm cho tôi 5 vạn đồng tiền trợ cấp, kể ra thì tôi còn chiếm tiện nghi ấy chứ. Trương Dương bật cười ha ha, Margaret nói, đạo quan này có không ít năm rồi nhỉ. Lý Tín Nghĩa nói, rất lâu rồi, lão bên trong cũng không ít, bà nếu cảm thấy hứng thú vào xem thì tôi sẽ giới thiệu cho bà. Trương Dương nói, không được, chúng tôi tới để tìm Trần Đại Gia. Lý Tín Nghĩa nói, lão á, đến Hậu Sơn săn thú rồi, về chắc cũng phải giữa trưa, trước tiên vào đạo quan ngồi đi đã, lão ta đã nói với tôi rồi, buổi trưa sẽ đến đạo quan ăn cơm, tôi đang chuẩn bị đây. Trương Dương sau khi trưng cầu ý kiến của Margaret thì cõng bà ta vào Tử Hà Quan. Lý Tín Nghĩa bảo tiểu đạo đồng dọn dẹp sạch sẽ đình viện phía sau, pha một ấm trà sơn giã. Trong lúc Sở Yên Nhiên và Margaret đi tham quan đạo quan thì Lý Tín Nghĩa và Trương Dương ngồi trong hậu viện uống trà. Lý Tín Nghĩa nhìn thấy chung quanh không có ai thì nói, gần đây có tin tức của tiểu yêu không? Ông ta vẫn luôn rất quan tâm tới đứa cháu gái này. Trương Dương nói, cô ta đang ở châu Âu, hiện tại rất tốt. Lý Tín Nghĩa nói, châu Âu thì có gì tốt? Tốt đến mấy cũng không thể nào sánh bằng quê hương được, chung quanh tất cả là một đám tóc vàng mắt xanh, nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Ông ta nói tới đây bỗng nhiên nghĩ tới Margaret đi cùng Trương Dương, cười một tiếng nói, tôi cũng không phải là nói lão thái thái ngoại quốc kia đâu. Trương Dương nói, Lý đạo trưởng à, tiểu yêu cũng không phải là không trở lại, cô ta chỉ ra nước ngoài học tập rồi thuận tiện giải sầu thôi, ông ngẫm lại mà xem, cô ta trước đây vẫn luôn cho rằng mình không thể sống lâu. Khó khăn lắm mới chữa khỏi được bệnh cho cô ta, hiện tại cô ta cuối cùng đã có thể sống khỏe mạnh như người bình thường, đương nhiên phải hưởng thụ nhân sinh một chút chứ. Lý Tín Nghĩa nói, hưởng thụ nhân sinh, chỉ sợ khi nó về thì nhân sinh của tôi cũng kết thúc rồi. Trương Dương cười nói, không đến mức đó đâu. Lý Tín Nghĩa nói, đúng rồi, cậu và Sở Tiểu Thư hình như rất không tồi. Trương Dương thẳng thắn thừa nhận, tôi và Yên Nhiên đã đăng ký kết hôn rồi, chắc định đầu năm sau thì tổ chức hôn lễ. Lý Tín Nghĩa có chút mất mát ồ một tiếng, ông ta cầm chén trà lên uống một ngụm rồi nói khẽ, trước đây tôi vẫn luôn cho rằng cậu và tiểu yêu sẽ tới với nhau, không ngờ. Trương Đại Quan Nhân cười có chút xấu hổ, Lý Tín Nghĩa không biết rất nhiều nội tình trong đây, hắn và An Ngữ Thần chẳng những đã đến với nhau, hơn nữa còn sinh một đứa con trai, việc này cũng không thể công khai được. Trương Đại Quan Nhân hiện tại rất khó giải quyết hoàn mỹ chuyện này, đạo đức xã hội hiện tại sẽ bắt hắn trong cảm tình phải lấy và bỏ. Mà hắn thì không muốn lấy hay bỏ, muốn cả cá và tay gấu, cái này cần được đám hồng nhan chi kỷ lý giải, làm thế nào để giữa chén nước được thăng bằng, tuyệt đối là học vấn cao thâm. Lý Tín Nghĩa nói, nếu không có cậu thì tiểu yêu đã chết lâu rồi, nó có được ngày hôm nay là nhờ này ban cho. Trương Dương nói, tiểu yêu tâm địa thiện lương, cho dù không gặp tôi thì cô ta cũng nhất định sẽ gặp hung hóa cát. Lý Tín Nghĩa gật đầu, nói khẽ tuổi của tôi cũng ngày một lớn. Không lâu nữa tôi sẽ đi theo đại ca. Trương Dương nói, đạo trưởng thân thể cường tráng, tôi thấy ngài sống 100 tuổi cũng không có vấn đề. Lý Tín Nghĩa cười nói, đối với tôi mà nói, đời này không có gì để tiếc nuối, đúng rồi, thanh minh trước, mấy tiểu tử lên núi Thanh Đài tế bái, tôi vụng trộm đi theo, phát hiện bọn họ có chút không đúng. Trương Dương nói, nhưng ai tới? Lý Tín Nghĩa nói, An Đức Uyên và con hắn An Đạt Văn, tôi luôn cảm thấy hai cha con này có chút quỷ bí. Bọn họ còn cãi nhau ở trước mộ của đại ca tôi. Trương Dương nói, An Đạt Văn hiện tại là tổng tài của Thế Kỷ An Thái, theo như tôi biết thì hắn đã chuyển rời không ít sinh ý về trong nước, về phần An Đức Uyên, hắn ở trong nước cũng làm không ít việc thiện, không biết có phải bồi thường cho một số tội nghiệt mà hắn đã làm ra trước đây hay không, còn nghe nói đã trậu vàng rửa tay ở Đài Loan, vứt bỏ vị trí lão đại của Tín Nghĩa xã, chuyên tâm giúp nghị sĩ Hồng Ân Chính tranh cử tổng thống. Lý Tín Nghĩa nói, chỉ mong bọn họ không làm chuyện xấu nữa là tốt rồi, đại ca của tôi lúc lâm chung từng nói với tôi, trong mấy đứa con trai của anh ta thì Đức Uyên lệ khí nặng nhất, anh ta lo lắng nhất chính là đứa con trai này, sợ có một ngày An gia sẽ bị hủy trong tay hắn. Trương Dương nói, cho nên An lão giao gia nghiệp cho An Đạt Văn, thằng ôn này là kỳ tài kinh thương, nhưng lại là hạng người máu lạnh lục thân không nhận. Lý Tín Nghĩa nói, ở An gia tôi chỉ nhận một mình tiểu yêu là cháu gái. Ai khi dễ nó cũng không được. Sở Yên Nhiên và Margaret dạo một vòng trong đạo quan rồi về, Margaret có chút hào hứng nói, bảo bối của Tử Hà Quan thật sự là không ít, Lý đạo trưởng, ông giữ gìn cho tốt nhé. Lý Tín Nghĩa nói, người xuất gia chúng tôi coi tất cả đều là vật ngoài thân, những thứ này cũng không phải là của tôi,
tôi chỉ là người phụ trách trông coi thôi, khi nào quốc gia tiếp quản là tốt nhất. Trương Dương nói, ông không phải mới thu hai đồ đệ ư, Tử Hà Quan vẫn có thể tiếp diễn. Lý Tín Nghĩa thở dài, hiện tại có mấy ai thật lòng tu đạo đâu, thế giới phồn hoa bên ngoài đối với bọn họ mà nói thì sức hoặc thật sự là quá lớn, hai đồ đệ đã chạy mất một rồi, hiện tại chỉ còn lại một, nhưng cả ngày tâm tư cũng không đặt trên tu đạo, tôi thấy nó sớm muộn gì cũng đi. Nói xong ông ta lại chán nản thở dài, đạo môn là nơi thanh tĩnh. Hiện giờ chỗ bán vé dựng ngay trước cửa, năm ngoái hội chùa bắt đầu, tiểu thương tới bày hàng chật cứng trước cửa đạo quan, tôi muốn tu đạo xuất thế, nhưng lại không ngờ lại quay về thế giới ồn ào. Chương 2230, Phong Đạm Vân Khinh 2. Margaret, nói khai phá du lịch của Trung Quốc vẫn đang ở giai đoạn nhen nhóm, phương diện này nên ra nước ngoài học tập kinh nghiệm tiên tiến một chút. Sở Yên Nhiên nói, quả thực là như vậy, lợi ích lớn nhất từ du lịch sinh ra không phải là thu nhập từ bán vé, mà là ngành sản xuất sinh ra quay xung quanh du lịch, khó khăn lắm mới dựng lên được một cảnh khu, chưa gì đã liền bắt đầu thu vé vào cửa, hơn nữa còn đẩy giá từng năm, thế không khác gì mổ gà lấy trứng, trong ngắn hạn có lẽ có thể kiếm được một số lợi ích, nhưng về lâu về dài thì nhất định là mất nhiều hơn được. Lý Tín Nghĩa cũng rất đồng ý với ý kiến của cô ta, tôi đã bảo là bỏ cái trò bán vé đi rồi. Lúc trước bọn họ quây Thanh Vân Trúc Hải lại tôi cũng không đồng ý, tôi và Lão Trần vì chuyện này đã đặc biệt lý luận với bọn họ, nhưng bọn họ không nghe, hiện tại căn bản không hề có khách hành hương tới đây, càng chứng tỏ cái nhìn lúc trước của chúng tôi là chính xác. Mấy người đang nói chuyện rất hăng, thì Trần Sùng Sơn săn thú về, hiện tại mồi trên núi càng lúc càng ít, thu hoạch hôm nay của Trần Sùng Sơn cũng không nhiều lắm, chỉ bắt được một con thỏ hoang, bỏ lại ở nhà đá của mình, trên đường về Thí Hải một ít quả dại. Nhìn thấy mấy người Trương Dương tới, Trần Sùng Sơn cũng tươi cười rạng rỡ, ông ta nói với Margaret, chị dâu, sao chị lại tới đây? Margaret nói, nhân lúc người còn nhúc nhích được, đi thăm mấy người bạn cũ, không có Trương Dương thì tôi cũng không leo lên được ngọn núi này, trên đường đi toàn là nhờ nó cõng. Trương Dương cười nói, bà là càng già càng dẻo dai, cho dù bà tự đi cũng lên được, có điều cháu muốn lấy lòng bà thôi, là cháu khăng khăng đòi cõng bà. Margaret cười ha ha. Nói, thằng cháu rể này của tôi miệng lưỡi nhanh nhỏ lắm, chẳng trách Yên Nhiên nhà tôi bị nó lừa cho đầu óc choáng váng. Sở Yên Nhiên bĩu môi nói, bà ngoại, ở trong lòng bà cháu dễ lừa vậy à? Margaret nói, cháu á, cháu là cam tâm để hắn lừa. Bà ta quay sang Trần Sùng Sơn nói, Sùng Sơn, Yên Nhiên và Trương Dương đã đăng ký kết hôn rồi, định đầu năm sau thì tổ chức hôn lễ, đến lúc đó anh nhất định phải tới đấy nhé. Trần Sùng Sơn mỉm cười nói vậy thì phải chúc mừng chị rồi, chị yên tâm, đến lúc đó tôi chẳng những sẽ tới, hơn nữa sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ. Trương Dương nói, Trần Đại gia à, ngài không cần tặng cái gì khác cả, viết một bức tranh chữ cho tôi là được rồi, lần này viết luôn để tôi mang đi. Trần Sùng Sơn nói, thằng nhóc cậu, thư pháp của mình tốt như vậy, sao còn cần tôi viết? Thế không phải là muốn tôi múa búa trước cửa lỗ ban ư? Trương Dương nói, bút lực của tôi không bằng ngài. Trần Sùng Sơn nói, cậu nếu không chê thì tôi tất nhiên sẽ dốc sức mà làm. Margaret cười nói, Sùng Sơn từ lúc nào trở nên khiêm tốn như vậy? Trần Sùng Sơn nói, không phải khiêm tốn, đúng là hậu sinh khảo ý, thằng cháu rể này của chị nếu chuyên tâm vào thư pháp, tương lai thành tựu nói không chừng sẽ vượt qua cả Thiên Chỉ tiên sinh ấy chứ. Trương Dương nói, Trần Đại gia, ngài đừng tâng bốc tôi quá, tâng nữa là tôi đứng ngồi không yên đâu. Đây chính là đỉnh Thanh Vân, nếu từ nơi cao như vậy mà ngã xuống thì tôi nhất định sẽ ngã chết đó. Mấy người đều bật cười. Lý Tín Nghĩa nói, tôi đi chuẩn bị cơm trưa, mấy người nói chuyện đi nhé. Ông ta nói xong liền đứng dậy, chuẩn bị tự mình đi nấu cơm tiếp đãi khách. Trần Sùng Sơn, nói hôm nay chuẩn bị món gì, lâu rồi chưa thấy anh tự mình xuống bếp. Lý Tín Nghĩa cười nói, tiệc đậu hủ. Lão đạo sĩ vốn chính là một đầu bếp giỏi, hôm nay có khách quý đến. Càng dở hết công phu, ông ta làm đậu rán, đậu sốt, đậu viên nấm hương, canh đậu phỉ thúy. Món chính là bánh sủi cảo đậu. Margaret đối với chủ nghệ của Lý Tín Nghĩa thật sự là khen không dứt miệng, nhất là đối với canh đậu hủ phỉ thúy mà ông ta làm thì vô cùng tôn sùng, hỏi cách làm mãi. Lý Tín Nghĩa nói, rất đơn giản là dùng dưa chuột và đậu hủ, thêm ít nấm rơm và măng là xong, dưa chuột thì phải bỏ vỏ, cắt mỏng, đậu hủ thì phải dùng đậu hủ nước mềm. Đậu hủ mà hôm nay mọi người ăn đều là tôi tự tay làm, mấu chốt của món này là ở chỗ phải nắm giữ hỏa hậu không tới thì hơi nước của dưa quá nặng, hỏa hậu nếu quá thì mùi dưa mất hết,
sau khi làm thành món này, sẽ có màu xanh biếc, canh ngon bổ khí sinh huyết, khỏe tỳ tốt phổi, nhuận bắp hộ da, dưỡng gan khỏe ruột, nhất là rất thích hợp với các nữ thí chủ. Dựa theo cách nói hiện tại thì tuyệt đối là mỹ phẩm cao cấp. Sở Yên Nhiên cười nói, nghe đạo trưởng nói động lòng người như vậy, tôi cũng đều muốn bái ngài làm thầy để học món này. Lý Tín Nghĩa vui vẻ nói, muốn học món này thì nào có khó gì, lát nữa tôi viết cách làm cho cô, về sau cô làm thường xuyên cho Trương Dương ăn. Margaret nói, ở nước Mỹ không được ăn những món ngon như thế này. Lý Tín Nghĩa nói, văn hóa ẩm thực Trung Hoa bác đại tinh thâm, các quốc gia khác há có thể bằng được. Ông ta hiển nhiên rất coi khinh ẩm thực nước ngoài, bởi vậy cũng nhìn ra tinh thần chủ nghĩa yêu nước của ông ta. Margaret mỉm cười, đương nhiên sẽ không đi tranh luận với lão đạo sĩ. Sau cơm trưa, Trần Sùng Sơn và Margaret ra phía sau Tử Hà quan xem biển đá, mặt trời đỏ đã nhô lên cao, mây nhạt gió nhẹ, tuy rằng không nhìn thấy cảnh sắc tráng lệ vân triều dũng động, nhưng đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy thị trấn Xuân Dương ở xa xa. Trần Sùng Sơn nói, chị dâu, gần đây có khỏe không? Margaret dù sao cũng là người Mỹ, từ sau khi Sở Trấn Nam qua đời. Bà ta cứ mãi trôi coi cây bạch quả nơi chôn cho cốt của Sở Trấn Nam, cuộc sống ở dị quốc không biết bà ta có quen hay không. Margaret nói, luôn cảm thấy lão già kia vẫn còn ở bên cạnh tôi, lão vẫn chưa đi, vẫn ở ngay trong lòng tôi. Bà ta nhìn Trần Sùng Sơn một cái, anh và Khưu Mẫn đã xa nhau nhiều năm như vậy, anh sao mà sống được? Trần Sùng Sơn nói, thời gian đó, tôi quả thực cũng thầm oán vận mệnh quá vận mệnh. Nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, đến khi tôi già rồi, tôi mới phát hiện, không có kinh lịch như vậy thì có lẽ ký ức của tôi sẽ không được sâu sắc như vậy. Tình cảm của tôi đối với Khưu Mẫn chưa bao giờ thay đổi, càng ngày càng đậm, cũng giống như lời của chị, cô ấy ở ngay trong tim tôi, vĩnh viễn là vậy. Trên mặt Trần Sùng Sơn không hề có vẻ yêu thương, khóe môi còn phát ra nụ cười thản nhiên. Margaret nói, người trẻ tuổi sẽ không hiểu được tình cảm của thế hệ chúng ta. Trần Sùng Sơn mỉm cười nói, tình cảm là thứ rất cá nhân, có thể cất giữ cả đời, không cần để người khác biết. Margaret nói, tôi chuẩn bị về nước Mỹ. Trần Sùng Sơn nói, tôi nhớ rõ lần trước chị từng nói sẽ vĩnh viễn ở lại Trung Quốc. Margaret nói, tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa, lần này trở về, tôi muốn nhìn lại cố hương của tôi. Sau khi tôi chết thì lại bảo Yên Nhiên đem tôi về bên cạnh lão già kia, lên thiên đường cãi nhau với lão. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 230.